Chào tất cả các bạn của Lan. Xin chào các bạn của Lan. Kiên trì, không bỏ cuộc và thành công sẽ đến cùng với bạn. Chào tất cả các bạn của Lan. Tôi sẽ kiên trì cho đến khi đạt được mục tiêu. Xin chào Tô Vi Hồng. Chào bạn, chào anh Lân. Xin chào tất cả các bạn của tôi. Bây giờ cũng bắt đầu là 9:30. Chào tất cả các bạn của Lan nhé. Hôm nay một cái chủ đề rất là hot đúng không? Các thời đại công nghệ. Các thời đại công nghệ của chúng ta, đó là công nghệ gì? Chúng ta vẫn cứ nghe thấy nói đến công nghệ 4.0, phải không? Vậy thì 4.0 là công nghệ gì? Trong lịch sử nhân loại thì các cuộc cách mạng công nghiệp nó gắn liền với cái lịch sử của nhân loại. Vậy thì chào Chuyên Hồng Phạm. Chào tất cả các bạn của Lan. Xin tất cả chào và gửi lời yêu thương tới tất cả các bạn nhé. Những người vô cùng tuyệt vời, những người mà luôn luôn truyền cảm hứng cho Lan. Vâng, và bây giờ thì đã là gần 9:30. Lan xin được phép bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem livestream trong chuỗi livestream hành trình thịnh vượng của chúng ta. Và ngày hôm nay Lan rất vui khi được đồng hành với tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Vâng, xin chào thầy Nguyễn Gia Trí. Lâu lắm rồi mới thấy thầy vào trong trang livestream. Vâng, và cũng như mọi lần thì Lan xin phép được giới thiệu. Lan tên đầy đủ là Ngô Thị Lan, hiện nay đang giảng dạy tại thành phố Đà Nẵng, là một nhà giáo dục chuyển đổi sớm, một coaching chữa lành và là người truyền cảm hứng, truyền động lực tới tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì lại là cổ đông và đối tác của tập đoàn UST Technology Inc. Và ngày hôm nay trong chuỗi hành trình thịnh vượng của chúng ta với chủ đề mới các thời đại công nghệ, những cái bí mật thành công của những con người thành công. Đây là một cái chủ đề mà mang cái tính là cùng xem lại lịch sử của các cái thời kỳ công nghiệp để cho chúng ta đến cái thời kỳ công nghiệp 4.0, và chúng ta phải làm gì để chúng ta có thể được định vị được ngay chính bản thân mình, định vị mình trở thành ai để mình biến cái ước mơ trở thành sự thực. Thế thì trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì cũng như những cái buổi khác để tiện thì Lan xin được xưng tên, và chắc chắn là sẽ có những cái vị khách mời để chúng ta chờ những vị khách mời sau. Còn bây giờ thì Lan xin được bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Và nếu như quý cô chú anh chị thấy rằng những cái buổi livestream này nó mang lại những cái giá trị tuyệt vời thì chúng ta hãy dừng lại ít phút để chúng ta thả tim và chúng ta chia sẻ về các tường Facebook, Zalo cũng như các trang mạng xã hội khác để chúng ta lan tỏa những cái giá trị nhân văn và những cái góc nhìn của một cô giáo tới toàn thể quý cô chú anh chị, để mong rằng chúng ta có những cái góc nhìn toàn diện nhất về thực tế hiện nay để chúng ta tiến tới cái con đường là hạnh phúc và thịnh vượng. Vâng, chúng ta vẫn thường nói rằng là chúng ta đang sống ở thời kỳ công nghệ 4.0. Vậy thì đã bao giờ chúng ta hỏi rằng là vậy thì công nghệ 1.0, 2.0, 3.0 nó có từ bao giờ, và những cái thời kỳ ấy cái đặc trưng của nó là gì? Chúng ta đã bao giờ hỏi câu hỏi đấy chưa? Bởi vì thực ra khi mà chúng ta biết về một cái thời kỳ công nghệ, chúng ta biết thực sự chúng ta đang ở đâu thì nó sẽ rất dễ để cho chúng ta xác định được cái điểm đến của chúng ta. Nó giống như một cái chuyến xe trên hành trình cuộc đời. Hành trình cuộc đời của chúng ta thì cái đích đến đó là cái sứ mệnh chúng ta cần đạt. Cảm ơn Hương Lê nhé. Xin chào Sửa May Hoa Cường, xin chào Trịnh Ngày Xưa, chào Chuyên Hồng Phạm. Đấy. Ngày hôm nay mới cắt tóc cho nên nhìn nó lạ đúng không? Thế thì để biết được các cái thời kỳ công nghệ cũng là để cho chúng ta hiểu thêm nữa về một cái thực tế trên cái hành trình cuộc đời mà chúng ta đang trải qua đây. Thì thời đại công nghệ 4.0 là như thế nào? Vậy thì có thời đại công nghệ 5.0 không? Và chúng ta sẽ phải làm gì để mà chúng ta có thể nắm bắt được những cái nó đang thay đổi, nó đang vận hành trong cái cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể là hoàn thành được cái hành trình trên cuộc đời của mình với một cái niềm hứng khởi, tự hào. Không phải là những cái lúc mà chúng ta... Chị đồng ý kết bạn Facebook với em nhé. Rất là cảm ơn, em cảm ơn chị Phạm Luyện. Cảm ơn Hương Lê nhé. Cảm ơn Sưởng May Hoa Cường. Tại vì là chắc là lát nữa thì chị sẽ xem để mà nhấn. Nhiều khi là bận việc quá, quên đi, cho nên rất là nhiều quý cô chú anh chị là gửi lời kết bạn nhưng mà chưa kết bạn được hết thì cũng thông cảm. Vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Luyện. Thế thì chúng ta đã đến 4.0 thì chúng ta đã phải qua từ 1.0 và 2.0 đúng không ạ? Thế thì 1.0 là gì? Đó là những cái ngành công nghệ thuộc cái tự động và cơ giới hóa, và nó đã bắt đầu có cái sự thay thế cái sức lao động trực tiếp của con người với cái việc sử dụng các loại máy móc cơ khí. Và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thì mang lại rất là nhiều cái sự thay đổi về kinh tế, về đời sống xã hội của chúng ta. Và cái thời đại công nghệ 4.0 này thì nó bắt đầu từ thế kỷ 18 sang đến đầu 19 ở châu Âu và Mỹ. Và lúc này thì cái liên lạc bằng cái hệ thống điện tín đã bắt đầu, và người ta bắt đầu sử dụng cái năng lượng hơi nước. Cái này chúng ta có thể tìm ở trong mạng internet cũng có. Sau đó thì đến cuộc cách mạng công nghệ 2.0. Thì cuộc cách mạng công nghệ 2.0 này thì như thế nào? Người ta đã ứng dụng cái điện năng vào cái dây chuyền sản xuất hàng loạt với cái quy mô lớn. Còn cái thời đại công nghệ 3.0 thì nó tiến bộ hơn, phát triển hơn với cái ứng dụng của điện tử và cái công nghệ thông tin, thì nhằm tự động hóa tất cả những cái sản xuất. Và sang thời đại công nghệ 4.0 của chúng ta hiện nay thì vạn vật kết nối với một cái nền tảng công nghệ sinh học, kỹ thuật số và vật lý. Và cái công nghệ 4.0 rõ ràng thì chúng ta thấy là cái mạng công nghệ thông tin nó đã thu hẹp cái không gian lại. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta thấy không, bây giờ có tất cả quý cô chú anh chị này, có những người thì đang ở Lạng Sơn, có những người thì đang ở Kiên Giang, có những người ở Cà Mau, và thậm chí có những người ở bên kia bán cầu. Chúng ta vẫn kết nối được với nhau, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau, và chúng ta theo dõi với nhau mặc dù múi giờ có khác nhau. Xin chào Minh Nguyệt, xin chào Nguyễn Văn Anh nhé. Chính vì vậy mà cái thời đại công nghệ 4.0 này nó là một trong những cái mà chúng ta đang diễn ra hàng ngày đây. Và một cái câu hỏi đặt ra rằng là cái thời đại công nghệ 4.0 này thì có thời đại công nghệ 5.0 hay không? Thì khẳng định là sẽ có thời đại công nghệ 5.0. Nhưng nó bắt đầu từ khi nào? Thì đó đang là một cái dự đoán. Nó có thể là năm 2035 hoặc sớm hơn. Thế nhưng mà hiện nay thì cái mức độ sớm hơn năm 2035 là có rồi. Mời like lên nhé. Và đối với cuộc sống con người thì cái công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, và hiện nay thì hầu hết tất cả những cái lĩnh vực trong cuộc sống đều có cái sự can thiệp của công nghệ. Chào em. Ngày hôm nay thì hơi muộn biết, chắc là có lẽ là em thấy đang chạy đi đâu đúng không? Em mới phát livestream xong, em lại họp nhóm, họp Zoom xong bắt đầu lại phải trả lời khách hàng nữa, xong bắt đầu mới vào dự livestream của chị này. Nhưng mà bữa nay này em trai này chạy như vậy gọi là chạy xô. Em ạ, chắc là vừa nãy này em vào em đã nhìn cái tựa đề của chị. Có. Em nhìn chưa? Em nhìn thấy đón đầu xu thế. Đón đầu xu thế bằng công nghệ. Và chị vừa mới nói xong về các cái thời kỳ công nghệ. Bởi vì đối với cuộc sống con người hiện nay thì cái công nghệ nó đang càng đóng cái vai trò quan trọng, vô cùng là thiết yếu ở trong cái hành trình cuộc đời của mỗi con người. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có rất nhiều quý cô chú anh chị đang có mặt ở đây, thì cũng như mọi lần chị muốn lan tỏa cái giá trị này, giá trị nhân văn này, bởi những cái thứ mà mình đã học được. Thì mong muốn rằng là sẽ đưa cho quý cô chú anh chị cái góc nhìn toàn cảnh để mình biết được để tại làm sao mình lại phải đón đầu công nghệ, và tại làm sao mình phải đón đầu xu thế, và đón đầu như thế nào để chúng ta thực hiện 8 cái mảnh ghép cuộc đời ở trong bánh xe cuộc đời nó được an toàn và bình yên. Hay nói cái khác rằng chúng ta chú ý về cái lĩnh vực cái bức tranh tài chính, bởi vì cái bức tranh tài chính ấy, cái mảnh ghép về tài chính nó vô cùng quan trọng. Và cái mảnh ghép tài chính nó cũng có thể được coi là một trong những cái mà thúc đẩy cái năng lượng của con người, cái nguồn cảm xúc của con người. Cho nên là chúng ta phải biết được các thời kỳ công nghệ này và cái sự phát triển vượt bậc của xã hội hiện nay trong cái thực tế cuộc sống mà chúng ta đang gặp đây. Thế thì suốt từ bấy giờ chị đã nói được về các thời kỳ công nghệ, và đang nói về thời kỳ công nghệ 4.0 là một trong những cái thời kỳ mà chúng ta đang sử dụng đây. Cái Cái mà như vậy 4.0 thì còn gọi là cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nó diễn ra ở hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Trong đó Việt Nam của chúng ta cũng không ngoại trừ, mặc dù Việt Nam chúng ta là một nước đang phát triển. Vâng. Thế thì trước khi diễn ra cuộc cách mạng 4.0 thì những cái cuộc cách mạng về công nghiệp như 1.0, 2.0, 3.0 nó đã diễn ra rồi. Nó bắt đầu từ cái thế kỷ 18. Vâng. Bắt đầu từ thế kỷ 18. Và cái cuộc cách mạng công nghệ 1.0 nó diễn ra từ thế kỷ 18 đến 19. Đấy. Và lúc này á thì cái hệ thống liên lạc bằng cái hệ thống điện tín nó bắt đầu có. Rồi đến lúc 2.0 thì cái ứng dụng điện năng và dây chuyền sản xuất để tạo ra sản xuất hàng loạt. Vâng. Đấy. Là 2.0 đã có. 3.0 thì nó lại tiến bộ hơn. Đấy. Và nó nhằm tự động hóa toàn bộ những cái sản xuất. Và 4.0 thì chính là chúng ta đang sống đây. Như vậy cái thời đại 4.0 thì tập trung cao vào công nghệ nhằm nâng cao năng suất và sự tiện lợi tối đa trong cuộc sống của con người ở mọi lĩnh vực luôn. Đấy. Và cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thì người ta có thể nói như thế này. Tức là đầu tiên là người ta sử dụng cái năng lượng hơi nước. Cái năng lượng hơi nước. Và cuộc cách mạng lần thứ hai rồi lần thứ ba là nó đều đã sử dụng cái công nghệ thông tin rồi. Cho nên cái công nghệ điện tử và công nghệ thông tin đấy tự động hóa sản xuất, cho nên chúng ta thấy là ở trong các trường đại học người ta có cái khoa là tự động hóa này. Đấy, rồi khoa công nghệ thông tin này. Đấy. Rất là nhiều những thứ từ khi internet phát triển, đúng không? Cho nên là ba cái cuộc cách mạng ấy nó liền với nhau, nó kề với nhau, cho nên là nó làm mờ cái ranh giới đi mà người ta không nhận ra được. Thế nhưng mà đến giai đoạn 4.0 này thì chúng ta đã nhận ra đó là vật lý này, kỹ thuật số và sinh học. Và chúng ta thấy là cái sinh học, cái chiến tranh sinh học không biết là như thế nào, theo cái dự đoán như thế nào thôi. Còn lại thì chúng ta cũng đã thấy được là nó có một phần nào đó ảnh hưởng, đặc biệt là cái sinh học ở trong cái việc mà thực hiện ở trong cuộc cách mạng nông nghiệp hay là cuộc cách mạng xanh ở một số nước, ví dụ như Ấn Độ, đúng không? Đấy, cho nên là khi mà người ta đã kết nối tự động hóa máy học và các dữ liệu với nhau thì cuộc cách mạng mới này nó chính là phần làm mới của cuộc cách mạng 4.0. Và cái cuộc cách mạng 5.0 thì nó có hay không? Thì người ta đang nói là cuộc cách mạng 5.0 nó đã bắt đầu. Người ta nói rằng là nó có thể là năm 2035 nhưng mà sớm hơn. Tuy nhiên thì chúng ta đã nhận thấy nó đã có. Bởi vì hôm vừa rồi chúng ta có cuộc nói chuyện với một thanh niên rất là trẻ trung, đó là em Nguyễn Văn Ngọc. Thì hiện nay là em ấy đang làm ở trong một cái nơi mà người ta đang, tức là thử nghiệm bằng việc là đào tạo những sinh viên mà trong 6 tháng thôi, nhưng mà các bạn ấy có thể là hoàn toàn điều khiển 100 robot. Một con người mà điều khiển 100 robot để thay thế cho những cái nguồn công nhân. Đấy. Thế thì có vẻ rằng cuộc cách mạng 5.0 sẽ là cuộc cách mạng về cái sự cạnh tranh giữa người thật và người máy không? Hay nói cái khác là giữa người thật và các robot, đúng không? Người thật và các robot, và hay là người ta gọi là cô gì đấy? Như vậy người ta nói là cái mốc nó sớm nhất là nó là năm 2035, nhưng mà có thể là sớm hơn nữa. Toàn bộ cái lao động sẽ thay thế bởi robot hoặc là cobot. Và người ta nói rằng là khoảng từ 20% đến 80% là công việc có thể thay thế bằng máy móc. Chính vì vậy mà hiện nay ấy, người ta nói rằng là khi mà đi học ở cái nhóm mà thầy cô giáo là những doanh nhân hạnh phúc ấy, thì các thầy cô có nhắc rằng là tới đây ấy, thì 80% ngành nghề hiện nay là sẽ biến mất và nó thay thế vào đấy bởi những cái ngành nghề mới. Thế thì đây là một cuộc cách mạng, nhưng mà chúng ta thấy là nó sử dụng là hoàn toàn bằng công nghệ. Chúng ta thấy hiện nay là tất tận mọi thứ đều là công nghệ hết. Và Jack Ma cũng đã nói Thời đại này nếu ai nắm được về công nghệ thì người đã thắng. Thì đây là một trong những cái tầm nhìn của những cái tỷ phú tự thân mà người ta đã có cái sự nghiên cứu rất là kỹ nữa, đúng không? Và chắc chắn rằng là khi mà cái công việc ổn định nó có thể thay thế bằng cái máy móc thì rõ ràng là công ăn việc làm của con người nó sẽ như thế nào? Nó sẽ khó đi, đúng không? Đúng. Ngay rồi. Cả thời điểm hiện tại đây, cái ngành công nghiệp 4.0 đấy, chúng ta thấy là tất cả đã sử dụng bằng một cái rất là thông minh, điện thoại thông minh, smartphone, đúng không? Rồi kết hợp sản xuất, vận hành thực tế cái công nghệ kỹ thuật số thông minh đấy. Thế thì khi mà chúng ta biết được về điều này thì chúng ta chắc chắn phải có một cái đó là đón đầu xu thế. Như vậy thì những cái em học sinh hiện nay nó đang ở cấp tiểu học, cấp tiểu học nó có thể chính là cái lứa đầu tiên để đón đầu về cái công nghệ 5.0, đúng không? Thế thì để mà có được cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thì người ta cũng phải trải qua từ 1.0 đến 3.0, đúng không? Và cái sự kết nối giữa người với người, giữa vật với vật, chúng ta nhận thấy là trong những cái lần trước mà chúng ta đã nói, đúng không? Thế thì nó sẽ gì? Nó tạo ra cái sự khác biệt rất là lớn. Tạo ra sự khác biệt. Trước đây chúng ta vẫn nói rằng là Việt Nam là một đất nước nông nghiệp lạc hậu, phiến diện và què quặt, thì hiện nay Việt Nam bắt đầu trở thành nước mà công nghiệp trẻ. Chúng ta nói là công nghiệp trẻ bởi vì ngành công nghiệp mới vào chúng ta, đúng không? Với đầu tiên là nhà máy cơ khí Hà Nội, sau đó là gì? Nhà máy điện Hòa Bình, và đến bây giờ thì những cái khu công nghiệp mọc lên như nấm. Thì những cái khu công nghiệp đấy vẫn là khu công nghiệp trẻ, bởi vì nó chỉ có cái tuổi đời là vẫn còn trẻ, chứ không phải như những cái nước mà phát triển, ví dụ như là các nước của khối Liên minh châu Âu hay là Mỹ, đúng không? Thế thì cái thời đại 4.0 thì phát triển đồng nghĩa với việc là chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội đổi mới, rất nhiều thách thức. Nhưng khi chúng ta còn chưa nắm bắt được nó thì bắt đầu là thế giới người ta đã chuyển sang 5.0 rồi, thì như vậy là chúng ta luôn luôn là cái người đi sau. Mà khi đã là người đi sau rồi thì cái công nghệ của chúng ta nó sẽ cũ kỹ, và rõ ràng là cái sự phát triển của chúng ta nó sẽ không bằng tất cả các nước khác. Và khi mà chúng ta đang là nước phát triển mà chúng ta lại còn cũ kỹ, đi sau tất cả cái công nghệ, thì chắc chắn là cái thu nhập của người dân cũng như là cái mà chất lượng sống của người dân nó sẽ không bằng những cái nước khác. Thế thì khi mà chúng ta cũng được học hành đến nơi, chúng ta cũng tốt nghiệp các trường đại học, các thứ, thì chúng ta và công nghệ cũng như là Internet toàn cầu đã được kết nối, thì người Việt Nam của chúng ta không phải là những cái người mà so với các dân tộc khác, thì người dân Việt Nam của chúng ta rất là thông minh, và bên cạnh đó lại còn có tính cần cù nữa. Thì không có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu để mà chúng ta đưa đất nước chúng ta trở nên sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Muốn sánh vai được, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ cái cuộc cách mạng ấy là như thế nào để chúng ta đón đầu xu thế. Đấy. Thế thì chắc chắn rằng là cái cuộc cách mạng về công nghệ nó sẽ làm thay đổi rất là nhiều ngành nghề, và chúng ta được phép lựa chọn, đúng không? Được phép lựa chọn. Đấy. Nhưng mà dù là có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì nhớ rằng chúng ta đã biết về kim tứ đồ của Robert Kiyosaki, thì tại sao chúng ta lại không đón đầu nó để chúng ta làm chủ nó? Đây chính là mong ước, và đây chính là cái giá trị mà trong cái buổi livestream này muốn nhắn nhủ tới tất cả các quý cô chú anh chị. Chào Titi, chào chú Hương Đặng ạ. Chào chú Hương Đặng. Đấy. Thế thì nói về như thế để quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh biết rằng để đón đầu về cái xu thế này thì chúng ta phải chú ý đó là gì? Các cái cơ hội cho cái nghề nghiệp của chúng ta đầu tiên, tức là cái mà chúng ta đặt nền móng để chúng ta có thể vững vàng trong cái cuộc sống hiện tại, đó là gì? Các công việc có liên quan đến công nghệ thông tin. Đấy. Và đặc biệt hiện nay thì ví dụ như trong Zalo có Club, đúng không? Đấy, hay là driver cũng là một trong những cái mà để cho chúng ta gọi là cái điện toán đám mây để chúng ta lưu trữ và phân tích các dữ liệu. Các công việc liên quan đến sản xuất về robot chắc chắn là các em sẽ là người không phải cạnh tranh giữa người với người nữa, mà cạnh tranh giữa gì? Giữa người và robot, giữa hay người ta còn gọi là cô bốt đấy. Đấy. Rồi cái xe sản xuất xe tự động, xe điện đấy, hiện nay chúng ta đã biết được rằng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng của chúng ta đã xuất khẩu xe điện sang đâu? Sang Mỹ, đúng không? Đấy. Rồi cái công nghiệp xây dựng và cái in 3D thì bây giờ đã có rồi, đúng không? Tất tận các thứ nó đang thay đổi và nó thay đổi một cách chóng mặt, nhưng mà chúng ta có nhận ra hay không? Có nhận ra hay không thì đó mới là một vấn đề. Còn nếu như chúng ta không nhận ra những cái vấn đề này hiện nay thì mãi mãi chúng ta cứ làm nô lệ, mãi mãi chúng ta cứ làm thuê mà thôi, đúng không? Trong các cuộc cách mạng đấy, bây giờ chúng ta ngồi đây thì chúng ta lược lại thôi, chứ nó là cả một quá trình của các nhà khoa học, người ta đã tìm tòi ra. Ví dụ mục sư mà người ta cũng tìm ra máy dệt chẳng hạn, yeah. Đấy. Thế thì với tất cả các cuộc cách mạng này thì để mà điều khiển được máy, tức là kết nối giữa người với vật, điều khiển được thì chúng ta phải có trình độ. Thế thì bây giờ cứ nắm bắt được công nghệ thông tin là chúng ta ngon lành. Tuy nhiên thì chúng ta phải tìm những cái việc đấy để làm gì? Có phải để làm ra tiền để thứ nhất là tồn tại sự sống không? Và thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là chúng ta đón bắt đầu xu thế để cho chúng ta có tài chính vững vàng. Thế thì tại sao chúng ta lại không mạnh dạn đứng vào cái ô làm chủ, mà chúng ta lại cứ mãi mãi là suy nghĩ để cho chúng ta đi làm thuê, đúng không nào? Đấy. Cho nên là dù là cuộc cách mạng nào đi chăng nữa thì chúng ta phải đón đầu được nó, chúng ta phải đón đầu xu thế ấy. Mà để đón đầu xu thế thì cần phải có tầm nhìn và kế hoạch. Đấy. Cái kế hoạch của chúng ta phải là tầm nhìn dài hạn. Ví dụ bây giờ quý cô chú anh chị thấy là nếu như mà mình đón đầu xu thế này, mình biết được rằng là tới đây nó sẽ hoàn toàn sử dụng robot. Cho nên cái các em mà học sinh nó đi thi cái Robocon ấy. Rồi những cái ngành sản xuất công nghiệp robot, ví dụ như bên Nhật Bản, nên người ta đã đón đầu từ cách đây bao nhiêu năm rồi. Và đặc biệt giống như là ở bên Dubai ấy. Tức là chị đã sang Dubai cho nên là nói chuyện về Dubai. Thì chúng ta chỉ cần đi ra, chúng ta đâu có cần tháo giày tháo dép gì đâu. Chúng ta chỉ cần như vậy là tháo cái kính ra và chúng ta gì? Hãy mở to mắt và người ta sẽ quét để người ta biết là quý của chú anh chị có cái gì. Đấy, chứ không phải như người Việt của chúng ta là chúng ta vẫn phải sử dụng những cái mà chúng ta không những quét thì chúng ta phải cởi hết những cái trang phục phụ ra để mà chúng ta mới qua được sân bay. Cho nên là thế giới đã trải qua rất nhiều cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, và mỗi cuộc cách mạng này đều đặc trưng bằng một sự thay đổi về bản chất của sản xuất. Thế thì khi biết cái này thì cái đặc trưng của cách mạng công nghệ lần thứ tư này thì nó như thế nào, công nghiệp lần thứ tư này. Đó. Chúng ta đã thấy là có cái bộ phận cảm biến, đúng không? Nếu như chúng ta đi qua cái sân bay của Dubai mà người ta soi chiếu bằng cái mắt và sau đó thì người máy tự nói rằng là xin chào bạn, bạn đã đến thăm đất nước chúng tôi lần thứ mấy. Thế thì cái dữ liệu đấy nó được phân tích và nó được ghi nhận lại. Thế thì có phải đấy chính là cái sự cảm biến không? Đấy chính là cái công nghệ cảm biến để phân tích dữ liệu. Đấy. Nó cái điện toán đám mây rồi nó kết nối cái internet vạn vật với cái nền tảng thúc đẩy để gì? Máy móc nó tự động hóa. Hay nó cái khác thì chính là cái sự thông minh của máy móc mà do con người chúng ta sản xuất ra. Rồi cái in 3D cũng vậy, cái in 3D để đấy, cái in 3D rồi để chúng ta lắp đặt các thiết bị, đúng không? Hay là những cái mà chúng ta đi vào trong những cái khu vui chơi giải trí là người ta đã có những cái bộ phim mà hoặc là những cái trò chơi mà chúng ta đi vào đấy giống như chúng ta đi vào không gian 4 chiều ấy. Đấy không? Và đặc biệt là chúng ta nghe thấy nói đến cái công nghệ nano với cái ứng dụng rộng rãi hết trong cái mọi lĩnh vực luôn. Và đặc biệt cái trí tuệ nhân tạo điều khiển học cho phép con người kiểm soát từ xa này, không giới hạn về không gian, thời gian và tương tác nhanh hơn, chính xác hơn chỉ bằng một cái nhấp chuột thôi. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta biết rõ được điều này rồi mà chúng ta lại không nắm bắt nó, thì đến khi mà cái ngành công nghiệp 5.0 mà nó tiến tới rồi thì làm sao? Thì lúc đấy rất là khó cho chúng ta, đúng không? Bởi vì cái đầu mà chúng ta chưa nắm được thì còn những cái sau. Đấy, đây chính là cái xu hướng cho cái kỷ nguyên của công nghệ này. Và đặc biệt thì Internet được áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực thương mại. Và cái tốc độ của Internet thì nó như thế nào? Nó có phải làm tăng năng suất công việc không? Ví dụ như trước đây nếu như mà em muốn trao đổi với một người nào đó ở tỉnh khác thì hơi bị khó. Nó gói gọn ở trong một cái địa phương thôi. Nhưng bây giờ nếu như muốn trao đổi cái công việc của 64 tỉnh thành thì em chỉ cần một cái cuộc họp độ khoảng 15 đến 30 phút. Thậm chí là 1 tiếng. Rất nhanh và gọn. Và ở trong đấy cũng biết ngay anh làm cái gì. Chứ còn nhiều khi mà ngồi ở trên offline đấy cũng chưa chắc. Ở trên mà như vậy bao quát xuống dưới, như ở dưới bây giờ thì máy nó bao quát cho nên nếu như mà chúng ta mà sử dụng máy móc thì máy móc sẽ thay con người để làm những cái việc đó và làm một cách rất chính xác và công minh, đúng không? Đấy, rồi cải tiến robot, rồi xe hơi tự lái. Hiện nay thì trên thế giới xe hơi tự lái đã có rồi. Đấy, giống như là trong cái tập đoàn UST Sky Technology thì hầu như tất cả đều là tự động, tất cả đều là một hệ thống tự động. Nó sẽ giải phóng cái sức lao động của con người rất chi là nhiều. Đấy, đúng không? Đấy, và khi cái lao động phổ thông giảm đi thì chắc chắn rồi quý cô chú anh chị sẽ bớt đi cái nguồn thu nhập. Và khi bớt đi cái nguồn thu nhập thì chúng ta biết điều gì xảy ra? Rõ ràng là cái bức tranh kinh tế của chúng ta sẽ vô cùng ảm đạm, đúng không ạ? Đấy, những cái con robot nó có thể dễ dàng là xây dựng in 3D mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động. Đấy, và cũng nhờ vào Internet thì các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào mọi ngành và người ta có thể nhìn vào đây để người ta cái biểu đồ về nền kinh tế, không những là của nếu như của gia đình người ta lắp đặt cũng thế, hoặc là của một cái hệ thống doanh nghiệp, hoặc là kinh tế của đất nước, hoặc kinh tế của toàn cầu, nó trong vài cái nhấp chuột thôi, đúng không? Đấy, và cái ngành tài chính và đầu tư sẽ là những ngành hot. Tại sao lại như vậy? Trong khi mà chúng ta biết được là bằng về cái công nghệ sinh học thì hiện nay chúng ta thấy là cái công nghệ sinh học bằng cái mùn vi sinh Terra của tập đoàn Uniski Sitching Technology là một trong những cái đón đầu xu thế. Đấy, đây chính là cái công nghệ sinh học đây. Và chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ sinh học này trong cái việc làm gì? Hồi sinh lại những vùng đất chết. Đây là một điều tuyệt vời mà chúng ta không cần đến những cái phân bón hóa học nó làm chai mòn cái đất đi. Cái phân bón hóa học đấy thì nó sẽ làm chai đất, mà cái gọi là cái mùn Terra thì chúng ta thấy đất nó sẽ trở nên tơi xốp và nó trở nên màu mỡ, và nó được coi như là tiên dược cho những cái vùng đất mà nó đã bị thoái hóa, không có cái chất dinh dưỡng để nuôi sống cây nữa. Và những cái đổi mới trong cái thời đại công nghệ 4.0 thì nó sẽ vượt bậc trong cái khoa học kỹ thuật luôn. Và cái sản xuất kinh doanh trở nên tiện lợi mà tốn ít thời gian, ít công sức của con người hơn. Ví dụ trước đây nếu như mà chúng ta theo cái kinh doanh truyền thống thì để mà điều hành một cái doanh nghiệp thì người ta mất rất nhiều công sức và mất rất nhiều nhân công ở đây. Nhưng bây giờ thì bằng thuật toán blockchain thì chúng ta thấy là cái việc mà điều hành, cái việc mà quản lý nó rất là tuyệt vời. Chỉ cần là như vậy là chúng ta sẽ mất rất ít những cái công sức của chúng ta, để chúng ta thay vì chúng ta phải tính toán. Đấy, và đặc biệt đấy là nếu như công nghệ 4.0 nó đã ra đời mà hiện nay ở Việt Nam của chúng ta, quý cô chú anh chị vẫn không cập nhật được nó, vẫn sống trong cái thời đại của công nghiệp, thì chúng ta đang cái vỏ là người hiện đại mà cái lõi của chúng ta nó đang là thời tiền sử. Điều này đang xảy ra với rất nhiều người dân ngoài kia, phải chiếm đến gần 85% dân số hiện nay. Gần 85% dân số hiện nay của chúng ta sống trong thời đại công nghiệp 4.0, nhưng chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Tức là chúng ta biết sử dụng smartphone, biết sử dụng về máy tính, thế nhưng để hiểu sâu về nó, để cho nó phục vụ lại mình thì lại chưa. Và cái ngành mà chúng ta cần lưu ý đến đó là tài chính và đầu tư, thì chúng ta đang loay hoay với nó. Và rất là nhiều người vì không hiểu về nó, vì không hiểu về cái thời đại công nghệ thông tin này, dẫn đến là đã bị mắc mưu rất là nhiều. Giống như ngày hôm qua có những người như vậy, rất là nhiều chứ không phải không. Vậy thì công nghiệp 4.0 nó mang lại những cái tích cực, nhưng nó lại cũng mang lại cái tiêu cực, vì cái khả năng thất nghiệp sẽ là cao lên. Hiện nay thì chúng ta thấy là một số những cái doanh nghiệp người ta đã bắt đầu cho công nhân nghỉ việc. Đặc biệt như là cái hãng điện thoại gì đó. Cái hãng điện thoại quên không nhớ tên. Đấy. Là như vậy với 50.000 công nhân, nhưng mà người ta đã cho công nhân nghỉ việc 20.000. Và công nhân vẫn cứ mơ hồ rằng tập đoàn đang khó khăn cho nên là sẽ gọi bất cứ lúc nào. Chúng ta nhầm rồi. Chúng ta nhầm to rồi. Đây chính là cái hệ quả của cái việc sử dụng máy móc, robot thay con người. Những ai về trình độ thấp kém hoặc cái ngành của chúng ta mà máy móc có thể làm được là chúng ta sẵn sàng bị thất nghiệp bất cứ lúc nào. Đấy. Xin chào Tích Nương Anh, chào em gái Minh Loan nhé. Đấy. Cái khả năng thất nghiệp tăng cao bởi sự lên ngôi của công nghệ về máy móc có thể thay thế con người trong mọi lĩnh vực. Một con robot mà nó thay thế 100 người. Tại sao lại thay đổi? Bởi vì sao? Cái con robot thì nó không bị đau ốm như con người, không sinh nở như con người. Đấy là cái thế mạnh. Cái thứ hai nữa là về cái chăm lo cái cuộc sống của con robot này, thì người ta chỉ thay những cái linh kiện nó rất là rẻ so với cái việc mà con người của chúng ta. Chào Nguyễn Ngọc Bình. Đấy, một chàng trai rất là hài hước dí dỏm mà kiến thức rất là chuyên sâu. Chị chào em nhé. Đó. Và khi mà chúng ta không nhận ra cái điều này, tức là công nghiệp 4.0 nó cho chúng ta kết nối giữa người vật và sử dụng cái hiện đại của máy móc và cái công nghệ, thì chúng ta sẽ bị mất việc. Điều đó là đương nhiên. Và hiện nay thì ở Trung Quốc người ta đã có những cái nơi mà người ta thay toàn bộ 100% người máy. Thì lúc này cái năng suất lao động đã tăng lên là 165,5%. Và cái tức là cái chất lượng của công việc nó tăng lên đến gấp 5 lần. Thế thì nếu mà như thế thì người ta trả rất ít tiền về cái việc mà như vậy là bảo dưỡng các người máy này, mà người ta lại không phải chi trả, người ta lại không phải gặp đình công, bởi vì người máy này được lập trình theo một cái chuyên môn nhất định. Đấy. Cho nên cái độ chính xác của nó phải nói là đến 99,99%. Nếu như cái thao tác của người công nhân này là chuẩn xác, cho nên chỉ cần những người lao động có chất lượng cao thôi. Cho nên cái khả năng thất nghiệp cao trong cái thời đại công nghệ này là hoàn toàn hợp lý, đúng không? Và một cái nữa đó là gì? Cái thời đại công nghệ 4.0 thì nó cũng thách thức với rất nhiều cái doanh nghiệp kinh doanh theo truyền thống. Khi chúng ta kinh doanh theo truyền thống ở trong thời đại này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, bởi vì cái vận dụng cái công nghệ để có thể cạnh tranh trên thị trường, trước đây là chúng ta chỉ làm bằng tay thôi. Chúng ta thấy là vừa bền vừa chắc, nhưng bây giờ không cần, chỉ cần về cái thẩm mỹ. Cho nên cái in 3D ấy, nó bắt đầu nó ra đời. Đấy. Và khi này thì tất cả nó lại đang gì? Đang chống lại những cái doanh nghiệp truyền thống. Và đặc biệt những cái người mà là giám đốc của doanh nghiệp truyền thống thấy mình như vậy tất tận các mảng là mình phải tham gia. Thì hiện nay khâu máy máy móc là người ta làm cho hết rồi. Giống như chuỗi blockchain nhưng trước đây thì phải có kế toán viên, đúng không? Hàng bao nhiêu kế toán viên để đến gần cuối tháng là tính toán cái lương cho công nhân, rồi rút ở đâu rồi như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì không cần một cái đội ngũ ấy. Thế thì mỗi cái người này thì lương tháng 15-20 triệu, thì bây giờ người ta dùng máy cái là người ta dẹp ra đã có công thức tính rồi, có công thức tính rồi. Và một cái nữa đó là gì? Người ta không phải là tính theo thời gian. Trước đây này chúng ta vào chúng ta xin việc thì ví dụ cái mức lương của anh hợp đồng với lại cái người mà đứng cao nhất trong cái doanh nghiệp đấy là ai? Hợp đồng, họ hợp đồng anh chị là cho với cái mức lương là cái mức lương về gì? Mức lương theo mức lương cứng. Ví dụ như là 15-20 triệu hay như thế nào đó, rồi có thưởng nữa. Ví dụ thế thì phải cần là cái đôi bàn tay của cái cô kế toán, rồi đến kế toán trưởng duyệt, đúng không? Đấy, rồi hay là phó giám đốc về tài chính, phụ trách tài chính, duyệt, tài vụ á, để duyệt. Thế nhưng bây giờ thì không, bây giờ cái hệ thống blockchain nó làm hết. Đấy, cho nên có những cái doanh nghiệp kể cả như vậy, ví dụ như doanh nghiệp của bạn Công mà đến 30 mấy nghìn người thì bạn cứ đi chơi suốt ngày, bạn đi chơi, bạn chả cần phải họp hành gì. Và như thế là cái dây chuyền cứ như thế mà anh làm thôi, anh làm và anh hưởng theo cái năng lực của anh, có đúng không nào? Làm và hưởng theo năng lực. Có thể cái người lãnh đạo trên mà như vậy là cái mức lương này kém cái người ở dưới. Nếu như mà anh làm việc không hiệu quả bằng cấp dưới thì cấp dưới người ta vượt lương, đó là chuyện bình thường. Chứ còn trước đây là theo như cũ thì cứ như thế nào? Cứ là như vậy là cái người cấp cao là tổng giám đốc, giám đốc rồi chủ tịch là lấy lương cao. Nhưng bây giờ không. Những người đấy vẫn được cái doanh số, doanh thu hoa hồng, doanh thu phần thưởng ngày. Tuy nhiên ấy, thì nó không đáng là bao với cái người làm trực tiếp. Đó mới chính là thể hiện một phần nào đó cái sự công bằng. Cho nên là gì? Cái thời đại công nghệ 4.0 này nó mở ra cho chúng ta rất nhiều ngành nghề mới, nhưng nó cũng cho chúng ta cái sự dần dần về công bằng về cái lao động của anh. Và nếu như chúng ta mà không nhận được ra điều này thì chúng ta sẽ là người thua cuộc thôi. Đó. Và khi thua cuộc rồi thì cái bức tranh đầu tiên mà ảnh hưởng tới quý của chú anh chị đó chính là bức tranh về tài chính. Chính vì vậy mà trong cái bánh xe cuộc đời của con người với 8 cái mảnh ghép thì chúng ta phải là mảnh ghép về tài chính. Nó là quan trọng và nó là tối quan trọng nữa. Nếu như chúng ta cứ mà bám theo cái doanh nghiệp truyền thống thì chắc chắn một ngày kia và một ngày đẹp trời nào đó, khi mà máy móc nó đã thay thế được cho mình rồi, là mình thế nào? Không có việc làm. Và không có việc làm thì đồng nghĩa với không có thu nhập. Và khi đã không có thu nhập rồi thì nó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình. Và lúc này các hệ lụy, cái thứ nhất là người lớn phải lao ra đi làm, không chăm lo được cho trẻ con, không chăm sóc được đến nơi đến chốn. Cái thứ hai, người lớn lao ra ngoài đi làm thì bắt đầu cái sức của con người nó có cái hạn định thôi, thì sẽ dẫn đến là bị đau ốm. Và khi đau ốm rồi thì cái bức tranh đấy nó càng bị ảm đạm hơn. Thế thì tại sao chúng ta không biết để tìm hiểu về cuộc cách mạng 4.0 này để chúng ta đón đầu xu thế này? Đấy, có phải rằng là chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta nhìn nhận không? Khi dùng trí tuệ nhìn nhận rồi thì chúng ta mới biết được rằng là chúng ta đi bằng mấy chân và đi như thế nào để giải quyết được cái vấn đề. Và quý cô chú anh chị biết không, từ trước đến giờ chúng ta toàn đi giải quyết vấn đề cho người khác mà thôi. Chúng ta đi xây ước mơ cho người khác, giải quyết vấn đề cho người khác, mà chúng ta lại quên mình. Các quý cô chú anh chị cứ nghĩ mà xem, cả cuộc đời làm thuê 30 năm, 40 năm, đến lúc về hưu, lương của chúng ta được bao nhiêu? Đối với mỗi thầy cô giáo, lương được 7 triệu, 8 triệu. Cảm thấy rằng là hơn những người lao động về. Thế nhưng mà 7-8 triệu này nếu như một cái sự cố nhỏ trong gia đình thôi, thì cái số tiền đấy nó không giúp cho chúng ta trụ được gia đình. Và rõ ràng lúc này cái hiệp vụ của con người bắt đầu phải có. Em chào chị Liên Kim, chào chào cô giáo luôn luôn trợ giảng bằng máy cho các thầy cô. Đấy. Cho nên nếu như mà chúng ta không sẵn sàng đối mặt với nó, chúng ta không có cái chuyển biến tích cực ở trong cái việc mà gì lo cho mình trước đi, thì là cuộc đời của mình gọi là cũng đang treo, gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Em Lai, khi mà em nghe thấy như thế này thì em thấy thế nào? Em có nghe về cái câu chuyện là thế giới bước vào cái cuộc cách mạng 4.0. Em làm ở bên lĩnh vực xây dựng và có nhiều lần em nghe được cái video là bây giờ người ta có thể in nhà 3D với một cái robot in 24 giờ được 10 cái nhà. 24 giờ được 10 cái nhà. Tức là 10 cái nhà đấy thì mình cứ tưởng tượng là 10 cái nhà đấy thì sẽ giải quyết được 10 cái nhà của 10 hộ gia đình. Vậy em đặt ra một cái bài toán là nếu mà thế thì trên cái đất nước Việt Nam mình 100 triệu dân thì cần khoảng bao nhiêu cái robot thì người ta sẽ lúc đó nó sẽ là thất nghiệp hàng loạt. Thầu xây dựng thất nghiệp, thợ hồ thất nghiệp, thợ sơn thất nghiệp, nhiều các loại thợ liên quan đến xây dựng thất nghiệp. Đó. Và trên thế giới này thì hàng bao nhiêu ngôi nhà, 8 tỷ người thì bèo thì nó cũng phải 1 tỷ ngôi nhà, đúng không ạ? Mà robot làm hết. Đấy. Em thật là bị sốc. Em rất là sốc. Nhìn lại thì em thấy cái gì cũng có việc của robot hết, mà con người thì đang lùi về phía sau. Con người đang cho robot lên tuyến trên, đang chạy đua, nhưng mà thực tế là con người đang thua robot rất là nhiều. Ví dụ bác sĩ robot. Đấy, bác sĩ robot, mà một robot thôi có thể khám bệnh cho cả thế giới này luôn. Những cái video đấy là em nghe được. Đó, em nghe được luôn chứ không phải là không được nghe. Đó. Hay là giáo viên cũng có thể bằng robot, hay là trông nhà nấu cơm cũng robot luôn, tức là robot có thể tự động cập nhật phần mềm để có thể là nấu cơm cho chị đúng giờ, đấy, đun cái đồ ăn chín ở cái mức mà chị ưng ý. Đó. Cái gì cũng có robot hết, bây giờ cái gì cũng có robot hết rồi. Quét đường nếu ở Kiên Giang bây giờ là lao công có robot rồi, có lâu rồi, có chừng 7-8 năm nay rồi. Bằng máy chứ không phải bằng robot. Máy, tức là máy thì nó giống như cái xe ô tô ấy, quét đường và hút bụi, rửa đường. Đấy, thế có phải là nó thay mất cái công việc của cô lao công không ạ? Mà một cái xe nó có mấy cái chổi, nó đi một vòng thì nó sẽ bằng, theo em nghĩ là nó sẽ bằng độ khoảng hơn 50 cô lao công. Đấy. Đấy. Em nghĩ là nó đi nguyên một khu dân cư như thế thì cái xe đấy nó phải hơn 50 cô lao công. Vậy thì đặt ra câu hỏi là ví dụ như nguyên một cái khu chừng 1-200 hectare mà có 5 cái xe như thế thì có phải là tiết kiệm được khoảng 200 cô lao công không ạ? Đấy, mà lại vừa an toàn. Đấy, nếu mà cô lao công mà ví dụ 5 giờ sáng phải là đứng ra quét đường thì có thể là sẽ rất là mất an toàn, hoặc lúc 7 giờ tối cũng rất là mất an toàn. Đấy, thì cái xe kia thì nó lại an toàn cho cả người đi đường lẫn là không ảnh hưởng đến cô lao công nữa, nhưng lúc đó thì cô lao công mất việc. Đấy. Tức là em nhận thấy rằng gần như 100 ngành nghề thì ngành nghề nào cũng đang nhường chỗ cho robot, trí tuệ nhân tạo. Đó. Em nhận thấy điều đó. Em thấy như bây giờ ở bên Trung Quốc ấy, Trung Quốc nó nổi tiếng là một đất nước đông dân. Chính vì vậy mà cái nhân công của nó giá rất là rẻ. Đã. Và khi nhân công giá rẻ rồi, nhưng mà Trung Quốc bây giờ nó đang hướng tới một cái cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để nó tạo cái động lực cho phát triển sản xuất về kinh tế rất là mạnh. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là bên Trung Quốc đây, người ta đã có cái nhà máy trước đây là phải 500 công nhân, bây giờ chỉ có 5 con robot thôi. Mà 5 con robot này nó làm việc bằng 165,5%, mà nó lại làm cái năng suất lao động gấp 5 lần. Vâng. Thế thì mà lại không có ốm đau gì, không có gì hết. Thế thì đây là một trong những cái đòn giáng mạnh về những cái người mà thuộc ô số 1 của Kim Tứ Đồ. Mà hiện nay tất cả những người mà đang ngửa tay lấy lương ngày nương giờ, nương ngày, nương tuần, nương tháng, nương năm thì đều là người ở nằm trong ô số 1 đấy ạ. Kể cả tổng giám đốc mà đi lấy nương tháng cũng vẫn là người làm công. Và người làm công này bị đe dọa bởi những con robot, đúng không ạ? Bởi những con robot đấy. Rồi ngay sau cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai, và bắt đầu cái cuộc cạnh tranh, cái nông nghiệp, cái công nghiệp, quá trình cái chuyển giao á, cái thế kỷ 21 chuyển giao cái công nghiệp của cuộc cách mạng công nghệ 3.0 và công nghệ 4.0 thì ta lại thấy rằng là cái internet này nó rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà nếu như không có nó, bây giờ chúng ta có chịu được không? Vâng. Bất kỳ người nào chúng ta đều, mà rất là nhiều bạn trẻ bây giờ là thành thạo về wifi lắm. Các bạn ấy cắt gọt rồi các bạn ấy làm tất cả những thứ mà trong công nghệ đấy. Thế nhưng mà thực ra là các bạn ấy mới chỉ là cái gì? Cái hình hài, cái quả ở bên ngoài thôi. Còn về cái lõi bên trong là các bạn ấy chưa nhận ra vấn đề. Chưa nhận ra vấn đề. Đấy. Ở một số chuyên gia thì người ta nói rằng là cuộc cách mạng 3.0 đã chấm dứt khi mà cái cuộc khủng hoảng về tài chính của châu Á nó nổ ra năm 1997 ấy. Và trong cái mà những cái bức tranh về kinh tế thì người ta nói một đời một con người thì xảy ra có khi là chứng kiến được 2 đến 3 lần là khủng hoảng. Nhưng mà hiện nay chị nghĩ là có thể là sẽ là nhiều hơn, bởi vì ta thấy là cái tần suất của cái khủng hoảng ấy nó dày hơn lúc trước. Nếu như lúc trước là 10 năm thì hiện nay thì chúng ta thấy là cái lạm phát nó không phải là 10 năm nữa. Đúng không? Nó không phải là 10 năm nữa. Cho nên là cái hệ thống trí tuệ nhân tạo và cái kết nối công nghệ cao internet này, người ta gọi là internet of things ấy. Đấy. Và cái công nghệ nano cũng như là cái sinh học rồi vật liệu mới rồi cái năng lượng mới, ví dụ như là mình bây giờ là bắt đầu dồn vào là những cái sản phẩm mà được sử dụng bằng năng lượng tái tạo. Rồi cái này nó được điều khiển bởi một cái hệ thống, bởi một cái hệ thống điều khiển mà chỉ cần một người điều khiển thôi. Người ta có thể là quán xuyến, người ta biết hết cả về thời gian và không gian, về cái sự kết nối của nó. Chỉ cần một người thôi có thể điều khiển được cả một cái mạng lưới hệ thống. Thế thì đây là một trong những thứ mà quý cô chú anh chị và tất cả các bạn phải nắm được. Nếu như mà chúng ta biết được điều này rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta hãy đón đầu nó đi, để chúng ta làm chủ nó. Đấy. Và đặc biệt thì cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này thì người ta nói rằng nó bắt đầu từ năm 2010, mà hiện nay chúng ta đang năm 2022, chuẩn bị sang năm 2023. Thì chúng ta thấy là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này nó cũng gắn liền với cái việc mà chúng ta phóng tàu vũ trụ nhiều hơn, đúng không? Đấy. Cho nên là từ những cái năm thập niên trước rồi đến hiện nay ấy, thì càng ngày càng phát triển. Và cái con robot này thì đã được Nhật này, đúng không? Người ta đã nghĩ ra cái con robot là có thể thay thế. Trước đây ta nói làm gì có cái máy rửa bát, nhưng bây giờ có máy rửa bát này. Máy rửa bát từ lâu nay rồi, đúng không? Đấy, cũng có thể là như vậy, là làm non giải quyết cái độ lười của con người. Tất cả những cái gì mà giải quyết cái độ lười của con người. Dần dần là con người chỉ có chơi thôi. Nhưng mà muốn chơi thì điều đầu tiên là chúng ta phải có thì có tài chính chứ. Có tài chính chúng ta mới chơi được, đúng không? Tài chính mà chúng ta không chơi, không có tài chính làm sao chơi được. Đấy, bây giờ ví dụ như muốn có tài chính thì vào trong chỗ em thì 1 giây, nhưng mà không có tài chính thì làm sao? Ngồi im chỗ chứ. Thấy không? Đấy, chúng ta phải có tài chính, chúng ta mới mua vé, chúng ta mới đi được. Đấy. Đặc biệt là dịp lễ Tết muốn về thăm cha mẹ thì chúng ta phải có tiền để mua vé. Đấy, cho nên và robot tự động thì nó sẽ thay thế con người. Điều đó chúng ta đã biết là với cái em Ngọc, quên hôm nay không nhắn em Ngọc vào để chúng ta biết thêm nữa. Thế thì với cái cuộc cách mạng hiện nay chúng ta phải đón đầu được xu thế. Có nghĩa là rằng là gì? Robert Kiyosaki đã nói với chúng ta điều gì? Em còn nhớ không? Chúng ta có phải đang cần tiền không ạ? Có đúng không? Chúng ta vẫn nói đến tài chính. Từ lâu nay chúng ta vẫn nói đến tài chính. Bởi vì làm sao? Ở ngoài kia rất là nhiều bạn vì không có tiền, các bạn đã đốt cháy giai đoạn. Các bạn đã đi vào cái mạo hiểm mà không bằng một chút kiến thức nào. Hay nói cái khác, Robert Kiyosaki nói rằng các bạn đã mạnh dạn phá bỏ rào cản để bước sang một cái chương mới. Thế nhưng các bạn bước sang chương ấy không hề có một tí kiến thức nào cả. Thì em nhớ ra rồi. Ừ, em nói đi. Giờ em nhớ là chị muốn nói cái câu của Robert Kiyosaki nói là khi mà bạn biết dòng tiền của thế giới chảy về đâu, phải không ạ? Đúng rồi đấy. Mọi cái đi đầu. Khi mà gì chúng ta giải quyết được thì đi đầu, tức là ở giai đoạn 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm hay 4 chấm hay là 5 chấm, những người đi đầu là những người hưởng lợi. Chúng ta cần phải biết được về xu thế của xã hội. Xu thế của xã hội hiện nay là gì? Người ta tự động hóa toàn bộ, và khi người ta tự động hóa thì rõ ràng những người mà có trình độ thấp chúng ta sẽ không có công ăn việc làm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là nhìn thấy tiền? Chúng ta chỉ nhìn thấy tiền khi nào? Khi chúng ta giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà xã hội cần, những cái cấp bách của xã hội. Vậy thì xã hội cần điều gì đây? Bây giờ đang là thời kỳ hiện đại hóa. Cái cuộc cách mạng 4.0 với cái nền chủ đạo đó là gì? Sự cạnh tranh giữa nhân công lao động, tức là giữa con người và máy móc. Con người và máy móc, và giữa máy móc và máy móc. Cho nên là tất cả mọi thứ nó đang dần tiến đến tự động hóa. Chúng ta thấy là máy bay không người lái này, xe điện không người lái này, xe không người lái này, tàu không người lái này, máy bay không người lái này. Thấy không? Như vậy thì không người lái thì phải ai lái? Phải là trí tuệ nhân tạo nó lái. Thế thì trí tuệ nhân tạo nó lái rồi thì không là máy bay khó như thế nó còn lái được. Huống chi là gì? Huống chi là những cái công việc ở dưới. Thế thì khi mà chúng ta đón đầu công nghệ thì Robert Kiyosaki lại nói như thế này: con không thể nhìn thấy tiền bằng con mắt được đâu, mà chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ. Đây chính là trí tuệ của chúng ta. Chúng ta phải nhìn được. Tại sao ngày hôm nay Nam nói đến thời kỳ công nghiệp? Không phải đương nhiên gì khơi đi giảng mấy cái bài này của các thầy cô ở trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân đâu ạ. Và đây cũng không phải là giảng viên cho nên là không dám nhận, mà chỉ là chia sẻ một cái góc nhìn về thực tế xã hội. Trên cái hành trình, con đường đi của chúng ta hoàn toàn khác với ông bà cha mẹ của chúng ta. Ông bà cha mẹ của chúng ta trước đây là gì? Chúng ta thấy không? Thời kỳ thực dân Pháp sang đây, chúng ta là phải gì? Hai tay trong cái bức tranh châm biếm của Bác Hồ khi vẽ về cái cảnh người An Nam, tức là người Việt Nam chúng ta đó, là phải làm trâu ngựa. Những cái ông quan Pháp bụng to như thế này, lạc nè như thế này, ngồi trên chiếc xe, và cái người cầm lái đấy là người Việt Nam của chúng ta, chỉ là những cái ống xương giống như những cái que củi mà mình buộc vào với nhau. Để nói lên cái sự bất công. Thì cái lúc đấy, thế kỷ đấy, chúng ta đang là như vậy. Thế nhưng đến lúc của chúng ta có cái gì ạ? Có cái xe đạp. Có phải rằng vào những cái năm 1975, chúng ta cần một chiếc xe đạp. Có những nhà không có chiếc xe đạp nào không? Chúng ta hãy nhớ lại nhé. Có đúng vậy không? 75, 76, 77 đến 78, 79, rồi đến 80, 81, 82. Lúc đấy nhà nào mà có chiếc xe đạp thống nhất là nhà đấy đã giàu rồi. Thế rồi sau đó thì bắt đầu chúng ta có cái màn hình, đó là tivi đen trắng. Cả một cái khu vực thôn xóm mới có một chiếc tivi. Cả xóm phải đi xem nhờ, và nhiều người người ta đã kinh doanh bằng cách người ta bán vé cho bà con. Và ngày đấy còn xem phim màn ảnh rộng cơ mà. Đó là vào những cái năm 1982, 83, khi ấy chắc là các em mới được sinh ra đời. Right. Đấy. Đi xem như vậy, đi xem gọi là xem phim màn ảnh rộng. Thế rồi đến lúc là cái tivi nó ra đời thì cái màn ảnh rộng người ta bắt đầu là không lưu động nữa. Những cái gọi là phòng văn hóa của huyện hoặc là của quận, người ta về các địa điểm để người ta chiếu cho bà con xem để mang văn hóa tới cho người dân. Thì lúc này chúng ta mới có cái tivi đen trắng, và khi tivi đen trắng vào thì chúng ta như thế nào? Chúng ta bắt đầu là có tivi màu, cả khu mới có một cái tivi màu. Nhưng mà đến bây giờ thì có những cái nhà này, trong nhà đến 2-3 cái tivi màu. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta đã chứng kiến như thế, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đây, quý cô chú anh chị vẫn chưa nhận ra. Vẫn chưa nhận ra cái sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội hiện nay. Tất cả các thứ nó đang diễn biến và nó đang thay đổi rất là nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta lại không nhận ra. Cho nên ngày hôm nay có thể nói như thế này. Chúng ta đang là người hiện đại. Đó là về cái vỏ bề ngoài thôi. Còn về bản chất, cái lõi bên trong của chúng ta chưa thay đổi. Chúng ta chưa bắt kịp với xu hướng của xã hội hiện nay. Và chính vì cái sự mà không bắt kịp này cho nên tất cả những gì chúng ta nhìn đều bằng con mắt của chúng ta. Đều bằng con mắt của chúng ta. Và chính vì chúng ta không nhìn bằng trí óc của chúng ta, cho nên tất cả những cái người mà đốt cháy giai đoạn bước sang giai đoạn đầu tư, chúng ta đã bị mất hầu như là 99% là người đầu tư đã bị mất. Đầu tư là bị mất. Đầu tư vào cái gì là bị mất cái này. Đầu tư vào làm ăn thì bị kiệt quệ vì vốn. Đầu tư mở quán cà phê thì lỗ tè le. Đầu tư về quán phở thì Covid đã cho một trận hết sạch vốn. Đầu tư bất kỳ cái gì. Bởi vì làm sao? Chúng ta không nhận thấy rằng xã hội đang thay đổi. Thế nhưng những cái người mà có tầm nhìn như Jack Ma đã nói rằng thời đại này, thời đại của công nghệ, anh nào nắm được công nghệ anh ấy giàu. Thế thì tại sao chúng ta biết điều này? Chúng ta biết được những cái vấn nạn của xã hội mà xã hội đang cần giải quyết, thì chúng ta đi về hướng đấy, chúng ta sẽ có tiền. Và cái dòng tiền của chúng ta nó vô cùng chắc chắn. Tại sao chúng ta không mở rộng điều này? Mà tại sao chúng ta lại có những cái ý nghĩ kỳ thị với những con người, người ta đã có cái óc, có cái tầm nhìn của người ta, có cái hoạch định của người ta, để người ta nhìn thấy tầm nhìn phía xa. Hiện nay, nhắc lại, cuộc cách mạng công nghệ 5.0 sẽ là cuộc cách mạng cạnh tranh giữa người và máy móc. Giữa máy móc và máy móc, giữa người và máy móc. Và đó là tiếp tục của công nghệ Internet. Và chúng ta thấy là Viettel đã triển khai cái mạng Internet không dây đấy. Và đặc biệt trong cái phần mà của Tesla hiện nay ấy, có một cái mà quý cô chú anh chị có nhìn thấy không? Tức là sản phẩm đã được đưa sang Tesla và đã gắn vào những chiếc xe điện của Tesla, đó chính là cái tay vịn. Và ở cái tay vịn này thì khi mà chúng ta sạc điện trên máy điện thoại, chỉ cần để điện thoại lên thôi, chúng ta không cần dây. Chúng ta đã thấy không? Hoàn toàn chúng ta không cần phải là rút dây rồi chúng ta cắm. Ví dụ như là gì? Hiện nay chúng ta nạp điện thoại. Nạp điện thoại, nếu mà không có cái dây này chúng ta có nạp được không? Chúng ta không nạp được. Đúng không? Đấy, chúng ta không nạp được. Nhưng mà bây giờ là chúng ta chỉ cần bỏ chiếc điện thoại lên trên chiếc tay vịn, tự nó nạp cho chúng ta. Thế rồi trước đây chúng ta đi máy bay thì chúng ta thấy như thế này, máy bay là các cô tiếp viên trưởng người ta nói rằng là hiện nay máy bay đã bắt đầu chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách là tắt toàn bộ thiết bị trong cái máy điện thoại của quý cô chú anh chị, không được sử dụng cho đến khi mà chúng ta tiếp đất. Thế nhưng bây giờ thì của cái tập đoàn UST này thì người ta như thế nào? Nên trên con tàu này không có người lái và nó đã được định vị hệ thống của nó. Và quý cô chú anh chị dùng wifi thoải mái. Thế thì Robert Kiyosaki mới nói với chúng ta rằng như này: con hãy đừng dùng 95% cái phần mà nhìn ấy, bằng mắt khi đầu tư. Bởi vì con có dùng 95% bằng mắt đi chăng nữa thì con không nhìn thấy tiền đâu. Nhưng nếu mà con thay đổi một chút, 95% đấy con dùng bằng trí não, thì con sẽ nhận ra tiền nó có ở xung quanh ta rất nhiều luôn. Thế thì bây giờ cái đấy chính là cái gì? Cái mà chúng ta cần phải đầu tư, cái mà chúng ta cần đi về đó thì tiền ở đó mới nhiều. Còn hiện nay chúng ta biết được rằng là 8 tỷ người, nhưng mà cái dòng tiền lưu động ở trên thế giới này nó là trung bình một người là hơn 1 tỷ đô. Thế thì trung bình một người hơn 1 tỷ đô thì các cái tỷ đô đấy nó dồn vào ai? Dồn vào những cái người mà người ta có cái sự nắm bắt, người ta dùng trí não để người ta đầu tư, người ta dùng tầm nhìn của người ta để người ta đầu tư. Còn chúng ta sử dụng bằng mắt, chúng ta chả nhìn thấy tiền đâu cả. Và cuối cùng là chúng ta lao ra để chúng ta làm gì? Lao ra để chúng ta tranh nhau tiền. Thậm chí chúng ta có thể dẫm đạp như nhau, và thậm chí chúng ta có thể lấy mạng nhau. Đó chính là nghiệp. Đó chính là nghiệp. Trong nhà Phật gọi là nghiệp. Đó. Cho nên nếu như ngày hôm nay quý cô chú anh chị đang xem chương trình đây, hãy share về tường Facebook, Zalo, các trang mạng xã hội và trong các nhóm Zalo, Messenger để cho chúng ta lan truyền cái này. Bởi vì Lan biết rất nhiều quý cô chú anh chị không có thời gian để mà đọc, và cũng không có thời gian để hiểu 4.0 là gì. Ừ thì nghe thấy cái ông Đài ông nói là 4.0 thì công nhận nó là 4.0. Còn 4.0 như thế nào và nó sử dụng như nào, đặc trưng của nó như nào mình không biết. Thế thì hôm nay đấy, bằng cái sự hiểu biết qua những người thầy thì Lan chia sẻ, trao truyền lại cho quý cô chú anh chị để chúng ta dừng lại vài phút, chúng ta nghe nó để rồi chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có cái góc nhìn của mình để chúng ta quyết định cuộc đời của mình, của gia đình mình. Tiền là một ý tưởng mà con có thể nhìn thấy rõ ràng nhất bằng đầu óc của mình. Vậy thì chúng ta nhìn thấy tiền nó ở đâu? Tiền nó ở cái nơi nào mà xã hội nó đang cần. Xã hội nó đang cần là gì? Đó là sự thay đổi. Và khi xã hội nó thay đổi, toàn cầu nó thay đổi, anh nào không thay đổi thì anh ấy chịu sự nô lệ. Người ta nhìn thấy thì người ta trở thành người chủ, còn mình không nhìn thấy thì mình là thành nô lệ. Đấy, cho nên là gì? Bình thường ra nếu mà dùng mắt thường để chúng ta đốt cháy giai đoạn đấy, chúng ta đầu tư nó thì gì? Thường là chúng ta đầu tư bằng cảm xúc. À, vì mình đang thiếu tiền đây, nghe thấy người nọ, nghe thấy người kia nói. Bởi vì sao? Bởi vì cái người ở ô bên trái của kim tứ đồ, ở đây là không có sự phân biệt nhé. Bởi vì Lan cũng đang là người ở bên trái của kim tứ đồ đây, đang có một chân ở bên trái của kim tứ đồ. Và Lan đã làm công việc này hơn 30 năm rồi. Thì mới nói với quý cô chú anh chị là khi Lan bước được cái chân đi sang bên phải của kim tứ đồ thì Lan thấy mọi việc nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta sử dụng cái này rất nhẹ nhàng mà dòng tiền nó về với chúng ta vô lối luôn. Dòng tiền nó về với chúng ta vô lối luôn. Đấy. Hay nói cái khác là tiền nó về không đỡ được. Đó. Thế thì tại sao lại như vậy? Đấy. Tại sao lại như vậy? Tại vì làm sao mình phải bỏ thời gian ra mình học. Kể cả thậm chí là mình tiết kiệm cái số tiền của mình. Thậm chí là có lúc là Lan tiết kiệm đến 80% tiền lương để tham gia học. Khi tham gia học như thế thì mình bắt đầu mình mới thấy à, ngoài kia nó có rất nhiều thứ. Ngoài kia nó có rất nhiều thứ mà mình cần phải biết. Thế thì mỗi cái mà bước chân đi á, mỗi cái bước chân đi người ta nói là đi vạn dặm đường mà không có học hỏi và áp dụng thì cũng chỉ là cái gì? Cũng chỉ là người đưa thư mà thôi. Thế thì khi mà mình biết cái này rồi thì mình đi, mình bắt đầu là mình tìm hiểu, mình học hỏi và mình mở rộng tầm nhìn của mình ra. Mình mới thấy rằng là trên cái hành trình cuộc đời của con người thì nó giống như đã được vạch sẵn. Nó vạch sẵn ra rồi. Đấy. Cho nên là nếu như mà chúng ta cứ đầu tư, chúng ta đốt cháy giai đoạn để chúng ta có tiền đấy, bằng cảm xúc, tức là bằng mắt thường của mình đấy, tức là 95% dùng mắt thường này, thì 9 trên 10 người mà đầu tư á, sẽ không kiếm được tiền, mà còn bị như vậy nó tóm cổ, nó quăng về cái ô số 1 một cách không thương tiếc. Đó. Bởi vì chúng ta luôn luôn nghe theo số đông mà, bởi vì chúng ta không có thời gian chúng ta tìm hiểu và không có thời gian để chúng ta nghe. Thì hôm nay đây, cái livestream như thế này quý cô chú anh chị chia sẻ về các nhóm đi, để cho mọi người nghe, để mọi người bắt đầu tĩnh tâm lại. Hãy dùng trí tuệ để kiếm tiền. Khi mà chúng ta dùng trí tuệ, tức là 95% bằng đầu óc, bằng sự suy luận của chúng ta, thì lúc này dòng tiền nó có xung quanh chúng ta rất là nhiều, và chúng ta sẽ có một cái như vậy là cái triết lý để cho chúng ta kiếm tiền mà thân tâm trí bình an, mà nó lại an toàn đấy, mà nó lại an toàn. Cho nên là, và một cái điều nữa và cũng nói với quý cô chú anh chị, đó là tiền đấy, thì nếu mà chúng ta biết ơn nó, biết ơn tất cả những cái khoản tiền mà ta đã nhận được trong cuộc sống, chúng ta biết cách sử dụng nó, biết cách chăm sóc nó, và biết cách phân bổ cho nó một công việc, biết cách phân bổ cho nó một công việc, thì nó sẽ trở thành những cái nhân công làm việc cho chúng ta một cách vô cùng hiệu quả. Các quý cô chú anh chị sẽ nhận được tiền ngay cả trong lúc ngủ. Đấy. Chúng ta sẽ nhận được tiền ngay cả trong lúc ngủ. Nó sẽ sinh sôi nảy nở ra cho quý cô chú anh chị. Vậy thì làm như thế nào? Khi mà chúng ta biết cách quản lý sử dụng đồng tiền, chúng ta biết cách đưa đồng tiền vào những cái, giống như chúng ta cho con chúng ta vào nhà máy nào, vào cái bộ phận nào để làm việc ấy, tiền nó giống như vậy. Nếu như chúng ta biết ơn nó, chúng ta biết ơn nó, và chúng ta hãy sử dụng nó, trân trọng nó, thì nó sẽ làm ra tiền vô lối cho quý cô chú anh chị. Đấy, nói hay không ạ? Cho nên là gì? Cái việc mà kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng cái việc là giữ tiền và sử dụng tiền. Quý cô chú anh chị thấy không? Rất là nhiều người bị trúng số ấy. Trúng số Vietlott chẳng hạn. Trúng số xong 2-3 năm sau như vậy là còn nghèo hơn ban đầu. Bởi vì chúng ta chưa đủ khả năng để mà điều khiển nó. Tại sao chưa đủ khả năng? Bởi vì làm sao? Tự dưng cái đồng tiền rơi từ trên trời xuống, kiến thức chúng ta chưa đủ, kỹ năng chúng ta chưa đủ. Và lúc này chúng ta đi nghe theo những người khác. Mà thông thường những người mà cho chúng ta lời khuyên là những người ta không có kỹ năng sử dụng tiền. Bởi vì nếu như những người có kỹ năng sử dụng tiền thì người ta lại không thừa thời gian nhiều đâu. Cho nên nếu như chúng ta hỏi, chúng ta chọn thầy đúng nơi đúng chỗ, thì đồng tiền của chúng ta nó sẽ sinh sôi nảy nở. Nhưng nếu như chúng ta không biết thì đồng tiền này chính là cái đồng tiền mà sẽ dẫn chúng ta đi tới bờ vực của cái thiệt hại vô cùng là nguy hiểm. Đấy. Đấy. Xin chào Quan Hải, xin chào Jenny Quỳnh nhé. Đấy. Cho nên là gì? Robert Kiyosaki đã nói rồi, nếu như còn kiếm tiền được, ok rồi. Đấy. Không quan trọng. Nhưng nó quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng cái việc mà chúng ta giữ tiền được. Đấy. Cho nên hàng ngày chúng ta phải luyện 95% bằng đầu óc và 5% bằng mắt. Cho nên là nếu như chúng ta luyện trí óc thì chúng ta thấy là cái đồng tiền đấy nó khủng khiếp vô cùng. Đấy. Và khi mà chúng ta đã biết được cái dòng tiền nó chảy về đâu rồi thì chúng ta vào đấy rồi bắt đầu chúng ta biết cách quản lý tiền, thì tự dưng là chúng ta sẽ có cái dòng tiền thôi. Còn khi mà chúng ta không biết cách thì chúng ta như thế nào? Nghe theo lời khuyên của những cái người, đặc biệt là những người trong gia đình. Bởi vì sao? Người ta chỉ mong muốn chúng ta an toàn thôi, nhưng có biết đâu an toàn là chết. An toàn mà là chết. Người ta mong muốn cho chúng ta tránh rủi ro, bởi vì sao? Kiến thức của người ta cũng chỉ đến đấy. Mà người ta không biết được rằng là xã hội nó thay đổi từng ngày luôn. Nó thay đổi mà chúng ta không nhận ra được. Nếu như bây giờ quý cô chú anh chị thấy không, nếu như bây giờ quý cô chú anh chị thử rời chiếc điện thoại của mình một nửa này xem nào, quý cô chú anh chị có cảm thấy bí bít không? Rất là khó chịu, đúng không ạ? Đấy, cho gì nếu như mà chúng ta đã không biết gì về tiền bạc thì tốt hơn hết đừng khuyên ai. Đấy, không biết gì về tiền bạc thì đừng khuyên ai, bởi vì cái lời khuyên của chúng ta chính là lời khuyên của một kẻ gì? Kẻ mù dẫn đường cho kẻ đui đấy ạ. Khi một cái cơ hội đến, chúng ta không biết. Bởi vì làm sao? Bởi vì kiến thức của chúng ta vẫn là cái kiến thức ngày xưa thôi, an toàn thôi, chứ không nhỡ cái. Cái nhỡ cái đấy mới là quan trọng đấy. Bởi vì chúng ta chưa biết. Chúng ta chưa biết được rằng là xã hội đang thay đổi như thế này. Và cái dòng tiền nó chỉ chảy về cái nơi nào giải quyết được vấn đề của xã hội. Thế thì hiện nay vấn đề của xã hội chúng ta đó là gì? Đó là tai nạn giao thông. Đố quý cô chú anh chị có thể là dám cho con mình đi học một mình được không ạ? Nếu như cấp 1, cấp 2, con quý cô chú anh chị là cấp 1, cấp 2. Và các em đi xa nhà. Xa nhà độ khoảng là cây, 2 cây số, tức là 1.000 mét, 2.000 mét, đúng không? Đấy, khoảng độ thế. Quý cô chú anh chị có dám cho con mình đi bộ không? Ngoại trừ là gì? Những cái nhà mà nằm nông ấy, quá eo hẹp mới cho các em đi thôi. Còn hầu hết nào là chở bằng xe đạp, chở bằng xe máy, chở bằng ô tô. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thấy hàng ngày các em xảy ra những vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông. Và không những tai nạn giao thông, chúng ta lại còn có gì? Chúng ta lại còn có cái việc gì? Việc là ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Ba cái vấn nạn đấy mà nếu mà chúng ta đi về xe điện, nó thể hiện cuộc cách mạng 4.0, xe điện rồi xe điện không người lái, người ta đang nghiên cứu. Nhưng mà tập đoàn UST người ta đã có rồi. Đấy. Thế thì khi mà mình như vậy là thấy là xã hội nó đang cần cái thì đây chính là dòng tiền. Và cái dòng tiền này nó vô cùng lớn. Đối với cái tập đoàn UST, người ta là như thế nào? Người ta dự đoán, với các chuyên gia dự đoán rằng riêng cái mảng về giao thông vận tải nó sẽ chiếm 50% thị phần vận tải toàn cầu. Mà cái thị phần vận tải đây là chúng ta chủ yếu là vận tải cấp 2, có nghĩa là nó cách mặt đất từ 10 đến 15 mét, chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng địa nhiệt, và không có người lái. Thế thì có phải đây chính là tự động hóa của cái công nghệ 5.0 không? Thế tại sao chúng ta lại không mở trí tuệ của chúng ta ra để chúng ta nhìn, mà chúng ta lại đi nghe mấy cái bài báo vớ vẩn, cái góc nhìn của họ thôi. Còn bây giờ chúng ta phải đứng ở trên quan điểm. Nếu như bây giờ quý cô chú anh chị không tin, chúng ta vào mạng Google, chúng ta truy ra cuộc cách mạng 5.0 xem người ta nói là như thế nào. Có phải là thời kỳ cạnh tranh giữa con người và máy móc, hay nói cách khác đó là các robot và cobot. Khi mà chúng ta biết được điều này rồi thì chúng ta mới định hình lại bản thân của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang cần gì? Chúng ta đang cần về tài chính. Chúng ta đang đảm bảo một cuộc sống của chúng ta khi chúng ta mất việc. Quý cô chú anh chị biết không, năm 2019 khi dịch Covid xảy ra, rất là nhiều người giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở những cái doanh nghiệp hoặc là những cái trung tâm đào tạo, người ta có một cái trình độ chuyên môn cực giỏi. Và người ta nghĩ rằng trước đây á, là có nhiều công ty xí nghiệp kêu gọi người ta về. Thậm chí có những cái nơi còn như vậy là phát thưởng cả ô tô, siêu xe để mời người đó về làm việc cho. Thế nhưng bỗng một hôm dịch Covid đến 2019, mình mất việc. Những con người này người ta sốc toàn tập luôn. Nhưng tới đây sẽ có nhiều con người như thế nữa. Thứ nhất là những người không có đủ trình độ. Thứ hai là những người thừa trong cái ngành đó. Và cái thứ ba, lĩnh vực đấy có người máy có thể làm được. Thì người ta không cần đến quý cô chú anh chị nữa. Và lúc này người ta tập trung vào nghiên cứu những bạn nào thuộc về lĩnh vực nghiên cứu. Đấy. Thế nhưng mà lâu dần thì máy móc nó sẽ giỏi hơn chúng ta. Khi mà gì máy móc nó là được sự tập hợp của một tập đoàn những người thông minh. Rõ ràng một người thông minh không thể bằng 3 người thông minh được. Cho nên chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ, chúng ta phải đảm bảo về tài chính. Và khi đảm bảo về tài chính, chúng ta phải lo cho chúng ta đi chứ, đúng không? Đấy. Cho nên nhắc lại một lần nữa, tiền đấy, các bạn ấy cảm nhận được niềm vui của chúng ta khi chúng ta có các bạn ấy. Cho nên khi có tiền, dù số tiền nhỏ đi chăng nữa, hãy cứ gieo vui với nó. Và hãy quản lý bằng cách cử các bạn ấy đi để làm một nhân viên cho quý của chú anh chị. Đó chính là cách mà chúng ta phá rào để bước sang. Và điều đặc biệt nữa, đó là chúng ta phải luyện bộ não của chúng ta. Luyện làm sao để chúng ta phải có cái gì? Phải có sự hiểu biết về tài chính. Cái sự hiểu biết về tài chính này, đó là đọc hiểu các dòng chữ, hiểu về các con số, đấy, hiểu về xu thế của xã hội, cái xu hướng của xã hội hiện nay. Thế thì cái xu hướng xã hội hiện nay, người ta sử dụng hoàn toàn tự động hóa. 80% ngành nghề hiện nay chúng ta sẽ bị mất việc. Tại làm sao 80 ngành nghề này mất việc? Và cái này là trong như vậy là tất cả các cái nghị định của chính phủ người ta cũng nói, tức là hướng về kỹ thuật số. Có phải rằng là Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đang nói về kỹ thuật số không? Thế thì khi mà chúng ta nghe thấy những cái này thì đó mới là cái chúng ta để đáng quan tâm. Và một cái nữa, khi chúng ta còn nghi ngờ, hãy đi thẳng đến đó đi. Và nếu như chúng ta không đủ điều kiện để đi thì hãy hỏi những con người ta đã đến tận nơi để người ta tìm hiểu về nó. Và khi người ta đã bước ra ngoài như thế này thì quý cô chú anh chị biết không, em Lai vẫn nói con hổ chết nó để lại da, người chết thì để lại tiếng. Hay là gì? Mua danh 3 vạn mà bán danh 3 đồng. Không ai người ta dạy gì cả, một cái quá trình phấn đấu như thế mà người ta lại để một thứ mà nó không đáng có. Bởi vì sao? Đầu tư là dùng cái đầu để tư duy. Người ta đầu tư là người ta giàu người ta rồi, nhưng mà tại sao? Bởi vì con người ta sống không phải vì bản thân mà còn vì một cái sứ mệnh. Đó. Cái này là nhà khoa học anatomy cũng đã nói, cũng đã nhắc rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần nhớ, chúng ta muốn có tiền thì điều đầu tiên tiền bạc nó phải có ở trong đầu chúng ta. Và tiền bạc nó đến từ đâu? Tiền nó đến từ đâu? Tiền nó đến từ trí tuệ của chúng ta. Cái trí tuệ này chúng ta phải có nhìn nhận. Cái nhìn nhận đó là gì? Cái thứ nhất, chúng ta phải nhìn về xu thế của xã hội. Cái thứ hai, cái giải quyết những cái vấn đề mà xã hội đang cần. Cái thứ ba, đó là gì? Phù hợp với lại công nghệ, thời đại của công nghệ. Đó. Nếu mà chúng ta biết được như thế thì chúng ta lúc này có trí tuệ rồi thì chúng ta mới gì? Đầu tư nó mới ngon lành được. Đầu tư nó không rủi ro, mà nó rủi ro là gì? Là do cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Cái thiếu hiểu biết của chúng ta nó mang đến sự rủi ro cho chúng ta đấy. Thiếu hiểu biết nhưng mà lại muốn đốt cháy giai đoạn đấy, lại muốn xé rào, nhưng mà trong khi đó không có một cái tí kiến thức nào về cái lĩnh vực xé rào sang, cho nên dẫn đến chúng ta mới bị mất tiền. Khi mà chúng ta đã thiếu kiến thức thì chúng ta không phân biệt được hay và dở. Và khi đã không phân biệt được hay và dở rồi, chúng ta chả biết cái cơ hội nào là cơ hội, không biết cái nào là cái nguy hại. Và chúng ta lại chỉ nhìn bằng mắt thôi. 5% là mắt đã đủ rồi. Đây 95% là mắt. Mà chỉ có 5% là bằng đầu óc thôi. Cái đầu óc là gì? Trong đầu óc mình lúc đấy nó chứa tiền, có nghĩa là cái lòng tham nó nổi dậy. Cho nên là hầu như những cái lời khuyên dở, nhắc lại, nó được xuất phát từ ai? Từ những người thân của mình. Những người thân luôn luôn mong muốn cho mình là an toàn. Là gì? Đầu tư cái gì thì cẩn thận nhé. An toàn. An toàn là tưởng là an toàn nhưng không phải an toàn, mà dẫn đến là nguy hiểm, là rủi ro. Bởi vì sao? Quý cô chú anh chị thấy không? Nếu như mình cứ an toàn, nếu như mình cứ đi lo cái công việc làm công, chỉ một công việc cái thôi là chúng ta đã thấy không đủ tiền rồi, chúng ta lại tiếp tục nhặt một công việc nữa. Thế thì khi chúng ta có những cái công việc này, quý cô chú anh chị biết làm sao không? Đùng một cái chúng ta mất việc, thế là chúng ta đâu còn an toàn nữa. Thế nhưng nếu mà chúng ta đang an toàn ở đó, chúng ta trích ra 10% trong tổng thu nhập, một ngày trích ra 100.000, 5 tháng chúng ta đã có một số tiền để chúng ta làm gì? Để chúng ta có cái tài sản để lại, đó là cổ phần doanh nghiệp. Mà cổ phần doanh nghiệp này là doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp nó phải giải quyết được các cái vấn nạn, những cái vấn đề cấp thiết của xã hội hiện nay, và giải quyết được cái độ lười của con người. Đó, khi mà chúng ta biết đấy, tức là chúng ta đầu tư giá trị, những cái gì nó mang lại cái giá trị cho con người chúng ta đầu tư. Và để đỡ bớt trong cái việc mà học ấy, chúng ta để bớt được và nhanh chóng chớp được cơ hội, thì hãy tạm thời sử dụng số tiền nhỏ của mình, nó không kéo đổ nhà mình. Chứ đừng có đi vay mà số tiền lớn là chúng ta không trả kịp, là cái là chúng ta đưa chúng ta vào thòng lọng đấy. Cho nên là phần nữa đó là gì? Tại sao lại nói là người nhà chúng ta khuyên chúng ta thì thường hãy sang? Bởi vì từ xưa đến giờ người nhà của chúng ta cũng đâu có học về tài chính đâu, cũng không biết. Phần thứ hai nữa là gì? Chúng ta cũng không có thời gian, bởi vì đều là những người làm công, lăn lộn ra để mà làm. Những cái người mà vật lộn vì tiền đấy, vì tài chính, đó là chính là những người mà hay sợ nhất. Bởi vì người ta vật lộn với tài chính, người ta cảm thấy người ta rất là mệt mỏi, và người ta cảm thấy rằng cái đồng tiền người ta làm ra sao mà nó khó thế. Và chính vì cái điều này đã giúp cho người ta tăng cái nỗi sợ lên. Cái nỗi sợ là mình mới tích cóp được một tí, à bây giờ bỏ vào đấy nó mất hết thì mình lấy ở đâu? Và chính vì vậy cho nên người nhà chúng ta mới nói rằng là thôi đừng có làm cái đấy nữa, làm cái không những mình là bị mất tiền, mà nếu như mà kéo thêm 1, 2, 3, 4 người nữa thì như vậy là người ta cũng bị mất, như thế mình mang tội. Bởi vì là chúng ta cái gì? Bởi vì chúng ta chưa nhìn nhận ra, chúng ta chưa nhìn thấy bằng cái trí óc của chúng ta, mà chúng ta mới chỉ nhìn thấy bằng mắt thôi. Đấy. Đấy, em Tạc nói đến lúc đó lại còn mất tiền mua dây để thòng lọng nhảy cầu. Đây là một trong những suy nghĩ tiêu cực nhất. Đấy, khi mà chúng ta không biết, cái sự hiểu biết của chúng ta không có hiểu biết về tài chính, chúng ta để khuyên con chúng ta là hãy cứ đi làm đi, đừng có mà đi ra ngoài. Thế là vô hình chung chúng ta đang kéo con chúng ta trở về một cái nó vô cùng không an toàn, nó vô cùng không an toàn. Một lúc nào đó các em mất việc, lúc này gia đình nhỏ của các em nó đang cần rất là nhiều. Vợ cũng mới vừa lập nghiệp, chồng cũng mới vừa lập nghiệp, con thì mới sinh ra cần rất nhiều tiền. Cha mẹ thì không chu cấp được, bởi vì cha mẹ già rồi. Lúc này cái hệ lụy nó mới có này. Thế thì tại sao chúng ta lại không như vậy là cho con nó học về tài chính để cho nó hiểu? Chúng ta lại còn giấu cơ mà. Khi mà con như vậy là lên 8 đến 9 rồi, cũng đã là qua cái giai đoạn vàng để cho chúng ta như vậy dạy về tài chính cho các em, thì cha mẹ vẫn nói rằng là dạy tài chính sớm không tốt. Cái lý do bởi làm sao? Bởi vì chính chúng ta cũng có hiểu gì về tài chính đâu. Cho nên nhiều người đi ở nhà thì được cha mẹ cưng chiều, cho nên khi đi lấy chồng về nhà chồng quản lý tài chính thì như vậy gì? Bóc ngắn cắn dài. Làm 1 ngày lương nhưng ăn xử nó mất 3 ngày lương rồi. Chưa hết tháng thì đã hết tiền từ lâu rồi. Thế là vay nợ. Vay nợ thế là cứ gối cái nọ chồng đến cái kia. Vay thì đầu tiên vay của bạn bè anh em, chưa trả hết cái tháng đấy đã hết tiền. Đó chính là quản lý tài chính. Và cái lỗi chính này của cha mẹ, chúng ta phải khẳng định như vậy. Và dù nó có xảy ra cái gì đi chăng nữa, những đứa con nó có bất hiếu, ở đây không phải là đang che chở cho các bạn đấy nhé. Những đứa con nó có bất hiếu này là từ đâu? Từ cái việc cưng chiều của chúng ta, cưng chiều thái quá, dẫn đến như vậy. Cho nên cái thời đại công nghệ nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới chúng ta rất là nhiều. Đấy. Cho nên là để đón đầu xu thế thì đối với người thành công á, là người ta như thế nào? Thứ nhất, người ta phải có tầm nhìn và kế hoạch dài hạn. Thế thì bây giờ cái tầm nhìn của chúng ta có chưa? Có rồi đấy. Năm 2035 thì công nghệ 5.0. Thế thì hiện nay nó đang là 4.0. Thế thì nên 5.0 là người máy, cạnh tranh với người máy. Vậy thì chúng ta cho con chúng ta học về các cái ngành điều khiển tự động hóa. Chúng ta cho con chúng ta là học kết nối mạng. Chúng ta cho con chúng ta giỏi về công nghệ. Chúng ta cho con chúng ta giỏi về ngoại ngữ. Đấy, chúng ta đón đầu xu thế. Chứ còn bây giờ như Vậy là trong cái thời điểm hiện tại, quý cô chú anh chị thấy không, rất là nhiều người nói rằng là nếu mà cái gì dính đến tiền là ngon lành, người đó sẽ giàu. Không, quý cô chú cho con cái quý cô chú anh chị vào ngành ngân hàng chết rồi đấy nhé. Bởi vì tới đây kỹ thuật số, đâu có cần nhiều nhân viên ngân hàng nữa. Nào, như vậy chúng ta cho con chúng ta học cái ngành đó thì chưa ra nghề nó đã bị lỗi thời, đúng chưa nào? Nhưng mà một cái điều nữa đó là gì? Hãy cho học tài chính càng sớm càng tốt. Tại sao như vậy? Dù anh có làm giáo viên, dù anh có làm tài chính, dù anh có làm kỹ sư, bác sĩ, thì cái tài chính gia đình nó giống như tài chính của xã hội. Nếu như chúng ta làm ra tiền rồi mà chúng ta không biết quản lý dòng tiền, giống như vừa nãy Nam nói, có một số bạn ấy, khi mà ra sống cuộc sống gia đình riêng, tại sao các bạn ấy lại đánh nhau, thậm chí dẫn đến cái ly tán của gia đình là một trong những lý do này. Cái quản lý gia đình không biết tiết kiệm, không biết tiết kiệm ngay từ đầu. Khi mà có tiền thì ăn chơi thoải mái, khi hết tiền bắt đầu là vay nợ, sẵn sàng vay nợ mà không biết được rằng mình đang đưa cái thòng lọng vào cổ mình đấy. Cho nên là đa phần là các bạn ấy ly hôn khi mà vừa mới có đứa con thứ nhất. Cái này là nỗi của chúng ta. Bên giáo dục không có thì phải giáo dục gia đình phải có, người cha người mẹ phải giáo dục, chứ không thể là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hoàn toàn là người phụ nữ. Không phải, ngay chính người nam giới chúng ta cũng phải giáo dục con chúng ta, bởi vì đấy là những cục vàng và cục kim cương để lại cho quý cô chú anh chị. Tuy nhiên đấy, trong nhà Phật thì người ta lại nói gì, buông bỏ, bởi vì trên cái hành trình cuộc đời phải là những người như vậy. Thế sau các con nó tách quý cô chú anh chị ra, nó cũng sống cuộc sống riêng của chúng. Thế nhưng mà chúng có tiền thì chúng mới có báo hiếu được. Còn nếu như báo hiếu mà không cần tiền, mà chỉ cần trong tâm tưởng thôi, thì ai cũng báo hiếu được hết. Thế nhưng mà chúng ta có một giai đoạn chúng ta là trẻ con, có một giai đoạn chúng ta trưởng thành, và có một giai đoạn chúng ta trở thành những người cha người mẹ, đến một cái giai đoạn chúng ta trở thành ông bà. Vậy thì đấy chính là trên hành trình cuộc đời của chúng ta. Và trên hành trình của cuộc đời này thì chúng ta phải cho con cái chúng ta biết rằng độc lập về tài chính, đó là điều phải dạy. Đó là điều mà phải dạy. Nhưng phải dạy trên tầm trí tuệ của chúng ta, trên cái việc mà sao chép lại của những người thành công. Bởi vì nếu như chúng ta không sao chép được của những người thành công, chúng ta không biết nhìn với một cái tầm nhìn xa, chúng ta chỉ nhìn bữa nay và bữa mai, thì không bao giờ chúng ta tự do tài chính được. Và như thế, cái bức tranh tài chính của chúng ta vô cùng ảm đạm. Và chỉ cần một biến cố nhỏ trong cuộc sống gia đình, chúng ta sẽ vô cùng là bi đát. Và chắc chắn những cái người mà mang cái nỗi sợ thì không bao giờ thành công, nếu như cứ sống ôm ấp với nỗi sợ. Cho nên chúng ta thấy rằng là có rất nhiều em học sinh, các em học tập rất là giỏi giang, thông minh, thành công, và có rất là nhiều giải, không những giải trong nước và giải quốc tế. Nhưng tại sao khi đi ra ngoài các em không thành công? Đây là chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Thường thì những người thành công người ta sẽ nhanh nhạy hơn, nhưng tại sao những em này lại không thành công? Mà những cái em mà nó học tập khá là, gọi là như thế nào, khá là lãng tử, thì các em lại thành công, bởi vì các em dám chấp nhận rủi ro. Đấy, các em dám chấp nhận rủi ro. Cho nên đối với những người thành công thì chúng ta cần nhớ, thứ nhất đó là gì? Đón đầu xu thế, người ta phải có tầm nhìn, có kế hoạch dài hạn. Cái thứ hai nữa là gì? Họ tin tưởng vào cái việc trì hoãn cái sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu như chúng ta có tiền để chúng ta mua quần áo, có tiền để chúng ta ăn chơi cho thoải mái, chúng ta có tiền để chúng ta đi nhậu nhẹt mời bạn bè, đó là cái sự thỏa mãn cá nhân của chúng ta. Và cái sự thỏa mãn này nó mang đến cho chúng ta một cái tài chính vô cùng là bi đát. Tiếp theo nữa đó là gì? Họ sử dụng sức mạnh của lãi suất kép Tức là có lợi người ta mới làm. Cái lãi suất kép là như thế nào? Chúng ta thấy cái Coca-Cola, một cái hãng Coca-Cola ở bên Mỹ làm ra một cái chai Coca-Cola chỉ có 500. Thế nhưng mà người ta bán cho tới tận tay người tiêu dùng là từ 17.000 đến 20.000 đồng. Nhưng nếu như chúng ta bỏ tiền ra trước đó rất là rẻ, chúng ta mua 1 triệu cổ phần của Coca-Cola, thì hiện nay năm 2022 cứ có 1 triệu cổ phần của Coca-Cola thì được chia cổ tức 4 lần, mỗi lần 0,44 đô trên một cổ phần. Như vậy thì trong cái năm 2022 các bạn ấy nhận 4 lần, mỗi lần 0,44 đô. Khi nhân ra tiền Việt chúng ta sẽ có là 44 tỷ đồng. Đây là dòng cổ tức nó chảy về. Cổ tức là gì? Khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua 1 triệu cổ phần, giống như chúng ta mua một ngôi nhà 1 tỷ mà nó lên 62 tỷ. Thế nhưng 1 tỷ lên 62 tỷ đó là vốn ván của nó. Còn cái ngôi nhà này cho thuê đi, một tháng người ta trả cho 100 triệu, 12 tháng trả cho 1 tỷ 2. Thì đây là dòng tiền thuê nhà. Dòng tiền thuê nhà này trừ các chi phí đi, còn lại thì đó là cổ tức để chia cho mọi người. Thế thì khi mà cổ tức chia cho mọi người, người ta ngồi không ở nhà, người ta có 44 tỷ. Đây chính là sự thông minh của họ. Không những là được gì, được cái số tiền nó vốn hóa lên cao, mà nó lại còn có cái cổ tức, tức là ngồi không dòng tiền nó về. Giống như chúng ta cho thuê nhà, cái dòng tiền thuê nhà nó về. Sức mạnh của lãi suất kép được Albert Einstein nói là nó là kỳ quan thứ 8 của thế giới trong về vấn đề tài chính. Từ xưa đến giờ chúng ta đâu có nhìn thấy cái vấn đề này. Thế thì đến đây thì Nam lại dừng lại, nó nói quý cô chú anh chị, có rất nhiều người, chúng ta đang sống ở thời đại công nghệ 4.0, tức là chúng ta là những người hiện đại, ăn mặc sexy đối với những em trẻ. Đấy, chúng ta biết được những cái điệu nhảy và chúng ta đã xóa bỏ đi, đó là nhảy đan bóp này, đấy, vân vân, những cái nhảy khiêu vũ thể thao ấy, nó làm cho chúng ta khỏe lên. Nhưng nếu từ năm 1960, cái thập kỷ trước, quý cô chú anh chị mà thử nhảy xem, chắc chắn là người ta sẽ nói là như thế nào, cái tư cách của cô chú anh chị là không được sạch sẽ, không được thơm tho. Thế nhưng mà đến thời đại hiện nay thì là gì? Chúng ta mới chỉ có thay đổi được một tí cái đấy thôi. Còn hầu như cái lõi của chúng ta vẫn là cũ kỹ, lạc hậu. Tại sao cũ kỹ lạc hậu? Bởi vì rằng chúng ta vẫn chọn. Nếu như 300 năm trước đây, Robert Kiyosaki đã nói, nếu như 300 năm trước đây thì kinh doanh bất động sản là vô địch. Và hầu như trong cái cuốn Cha Giàu Cha Nghèo là ông ấy nói rất nhiều về bất động sản. Hay Tổng thống Donald Trump của Mỹ cũng là một thiên tài về kinh doanh bất động sản. Thế nhưng mà thời kỳ hiện nay thì không phải. Mà chúng ta phải nhớ tới lời của ông Jack Ma, đó là gì? Ai mà nắm được về công nghệ thì người ấy chiến thắng. Thế thì khi mà chúng ta đã biết được cái này thì nó đã dịch chuyển. Nếu như trước đây, thời kỳ đầu ông bà ta là gì? Tiết kiệm bằng mua vàng, tiết kiệm bằng gửi ngân hàng. Rồi đến một cái thời điểm đó là gì? Những cái người mà làm bất động sản người ta giàu lên một cách chóng mặt, và chúng ta cũng đua nhau ra để chúng ta mua. Nhưng cái người mà người ta mua đáy bán đỉnh thì người ta giàu có. Còn quý cô chú anh chị đi ra thì cứ mua đỉnh bán đáy, thế là lỗ tè le luôn. Ta lại đầu tư không có kiến thức. Đó. Thế thì bây giờ không phải là bất động sản nữa, mà bây giờ Jack Ma nói này, anh nào nắm được công nghệ thì anh thắng. Vậy thì cái công nghệ nó ở đâu? Công nghệ nó giải quyết những vấn đề của xã hội. Thì chúng ta lại quay về tập đoàn UST. Nó là cái công nghệ, không những công nghệ về giao thông, mà nói là SkyWay ấy. Giờ nó là UST Sky. Đấy. Rồi gì? Mùn vi sinh là tiên dược để sửa chữa các miền đất chết, cứu lại, hồi sinh lại các miền đất chết. Máy bay không người lái, xe điện dành cho người khuyết tật, kính chân không, và tất cả đã được Dubai người ta rất là hào hứng để giới thiệu ra với toàn cầu. Thế thì đó là cái xu hướng của công nghệ đó. Nào, chúng ta hãy dùng kinh nghiệm của những người đi trước để chúng ta hiểu về nó và để có lãi suất kép. Và cô chú anh chị biết đâu chúng ta có cần nhiều tiền đâu. Cái gói nhỏ nhất của chúng ta là 1.300.000 đồng. Chúng ta được 50 cổ phần, tương đương với 750 cổ phần, tương đương 750 đô. Đã được BVI FSC, người ta quy định, người ta định giá. Thế thì Robert Kiyosaki lại nói với chúng ta điều gì? Kể cả khi mua bất kỳ một cái gì, chúng ta phải xác định được là chúng ta lãi ngay từ lúc mua. Muốn xác định được lãi ngay từ lúc mua, chúng ta lại cũng phải có kiến thức. Chúng ta phải ra quyết định nhanh. Ví dụ chúng ta mua một bất động sản tại một khu vực đó, thì chúng ta phải biết cái gì? Chúng ta phải biết giá đất của Ủy ban Nhân dân người ta quy định ở đấy là bao nhiêu, giá thị trường là bao nhiêu. Đó. Thì khi mà chúng ta biết được về cái này rồi, khi mà pháp lý chuẩn chỉnh rồi, thì chúng ta ra quyết định nhanh là cái ngôi nhà này chúng ta mua thắng hay không. Chứ không thể là chúng ta mua rồi chúng ta mới kỳ vọng về cái lãi phía sau. Thế nhưng nếu mua bất động sản bây giờ, trong ngày hôm trước cũng đã phân tích, nhưng đến ngày hôm nay phân tích tiếp. Đó là gì? Nếu như quý cô chú anh chị bỏ ra 1 tỷ đồng để mua, thì 3 năm sau, thậm chí 5 năm sau, 10 năm sau, quý cô chú anh chị có lãi lũy kế này được 300% không? Chúng ta được 3 tỷ. Nhưng nếu 1 tỷ này chúng ta mua cổ phần của tập đoàn UST này, thì chúng ta được bao nhiêu? Nếu chúng ta mua khéo, chúng ta sẽ được khoảng độ 4 triệu cổ phần. Và khi chúng ta mua được 4 triệu cổ phần, quý cô chú anh chị đã có ngay 100 tỷ. Đây là cái lãi đã được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Toàn cầu quy định cho chúng ta. Đừng có nghi ngờ rằng là nó lấy tiền ở đâu ra hoặc này kia, bởi vì sao? Quý cô chú không biết được 200 phát minh của nhà khoa học này. Ngài đã đứng ra để người ta chứng nhận, Ngài đã đứng ra để người ta đảm bảo cái lời nói của người ta có uy tín. Lời nói của người ta là quân tử nhất ngôn. Tại sao là mình lại không nhìn vào cái này? Hơn thế nữa, quý cô chú anh chị còn lãi suất về cổ tức. Trước khi lên sàn IPO thì người ta phải được chia cổ tức ít nhất 3 lần. Thế thì hiện nay tập đoàn này nó đang ở giai đoạn 14.3. Giai đoạn 10 năm chưa chắc đã huy động vốn cổ phần gốc. Cho nên đây sẽ là còn khoảng thời gian rất ít để cho quý cô chú anh chị hãy ra quyết định. Nếu như chúng ta không ra quyết định thì chỉ bằng tầm giờ sang năm thôi. Quý cô chú anh chị sẽ vô cùng hối hận. Khi mà chúng ta thấy Coca-Cola nó chỉ là một cái chai nước, nó bán đến bao giờ được 1 triệu đô. Thế nhưng ở đây những cái sản phẩm của tập đoàn này nó có giá từ 1 triệu đô trở lên. Ngay cả cái mùn mà cái tiên dược này cũng rất là ok. Cho nên khi mà chúng ta đã biết được về cái sức mạnh của lãi suất kép, chúng ta biết được, chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta học hiểu sâu hơn, thì lúc này chúng ta sẽ quyết định thật nhanh. Bởi vì nếu như chúng ta trùng rừng thì chúng ta không những mất tiền mà còn mất rất là nhiều tiền. Và đây chính là bí mật của những người thành công. Cái lãi suất kép này đã mang lại nguồn tài sản vô cùng lớn cho họ. Cho nên khi mà chúng ta đang quần quật làm việc, làm đến chết vì tiền ở bên trái của kênh tứ đồ, thì người ta dẫn vợ con người ta đi chơi. Thậm chí người ta vào khách sạn ở Dubai đấy. Một ngày một đêm là 2,4 tỷ đồng tiền Việt. Và người ta vẫn chơi, người ta vẫn đi du thuyền, người ta vẫn tắm nắng. Và dòng tiền nó cứ đổ về cho người ta. Không những là như vậy là người ta trong một giây một giờ là như vậy là cái dòng tiền của người ta vô cùng nhiều. Còn mình thì sao? Nhặt mãi, lao ra làm hết công việc này đến công việc kia mới có tiền. Thế nhưng cái tốc độ kiếm tiền của quý cô chú anh chị với cái tốc độ tiêu tiền thì cái tốc độ tiêu tiền nó nhanh gấp cả N lần cái tốc độ kiếm tiền. Nên chúng ta biết điều này, tại sao chúng ta không thay đổi? Khi chúng ta thay đổi đi thì chúng ta phải biết được phía trước của chúng ta là gì. Đấy. Cho nên khi xé rào, vượt rào nhớ là phải có kiến thức. Đấy. Chứ còn nếu nói về nỗi sợ thì cả bốn nhóm người người ta đều sợ đấy. Bốn nhóm người ta đều sợ mất tiền. Thế nhưng mà cái nhóm người mà phía bên phải kim tứ đổ ấy, người ta, cái nỗi sợ của người ta bằng cách gì? Bằng cách người ta quản lý rủi ro. Cái gì cũng có rủi ro đấy, gì cũng có rủi ro hết, nhưng cái sự khác biệt chính là cái sự xử lý cái nỗi sợ. Cái xử lý của nỗi sợ ở đây là người ta phải quản lý được cái rủi ro. Chỉ khi quản lý được rủi ro rồi đấy, chúng ta biết chắc 10-10 cơ mà. Cho nên là nếu như bước vào cái ô đầu tư mà chúng ta biết phân ra là gì, 80% là quản lý vốn, 10% cho rủi ro và 10% cho thu nhập. Khi mà chúng ta biết được cái này rồi thì nó vô cùng quan trọng đấy. Cho nên là dù có học giỏi, học thông minh ở trường ở lớp, nhưng nếu như chúng ta không có kiến thức về lĩnh vực tài chính, chúng ta không biết như vậy là làm cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó tăng lên. Thì người Do Thái người ta nói rằng trí tuệ đấy là trí tuệ chết. Người ta không trọng những con người như vậy, bởi vì người ta nói rằng lúc này những con người đấy là những con người giống như cái hũ đựng rác ấy. Có nghĩa là rác nó cứ đổ, rác nó cứ đổ về. Mà rác cái này là rác kiến thức, cho nên cái tôi nó nâng cao lắm luôn. Khi mà anh nào ngồi mà đã là cái tôi nâng cao rồi, có nghĩa là tôi giỏi nhất rồi, thì có nghĩa là anh chẳng có gì. Và người ta, những cái người mà người ta có trí tuệ, người ta cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, bởi vì cái gì anh cũng biết, nhưng cuối cùng anh chẳng biết gì. Và người Do Thái người ta thấy anh như thế rồi mà anh lại không có cái tiền, anh không nâng cao được chất lượng cuộc sống của chính bản thân và nâng cao được chất lượng sống của gia đình anh, thì dù là anh có là tiến sĩ hay là giáo sư đi chăng nữa thì anh chỉ là cái thùng đựng rác mà thôi. Tức là người ta nói trí tuệ đấy là trí tuệ chết. Cho nên là khi mà chúng ta đi học nhiều, chúng ta hiểu ra vấn đề, thì hãy nhớ cái tôi của mình nó nhỏ bé lắm, và cái mà mình biết so với xã hội á, nó ít lắm. Có thể ví dụ như hôm nay đây là Lan với em Lai đang nói chuyện đây với quý cô chú anh chị đây, thì ở ngoài kia còn có rất là nhiều người giỏi hơn nữa. Nên vì bận rộn người ta chưa nói được thì thôi, biết được đến đâu thì chia sẻ đến đấy. Biết được đến đâu chia sẻ đến đấy. Cho nên gì? Đã là người thành công thì phải học cách phạm lỗi và cách quản lý rủi ro. Đấy, đón đầu xu thế để chúng ta thành công về tài chính. Chọn lựa làm sao để chúng ta gì? Khi chúng ta ngủ, tiền nó vẫn về. Tức là chúng ta phải biết quản lý đồng tiền để cho các bạn nên đi đâu ạ? Các bạn nên đi làm việc. Cho các bạn nên đi làm việc. Đấy. Cho nên này, tự do tài chính chỉ đến với những cái con người biết quản lý rủi ro, biết vượt qua nỗi sợ bằng cách xử lý nỗi sợ ấy và quản trị dòng tiền của mình. Cử bạn tiền đi đúng nơi, đúng chỗ và đúng hướng. Chứ còn nếu như chúng ta cử đồng tiền đi giống như ngày hôm qua của Chi ấy, thì chúng ta có cử đi và nó có đẻ ra rất nhiều những cái đồng tiền đấy là đồng tiền tội lỗi, nó lại sẽ bị mất hết. Đấy, cho nên chúng ta cần lưu ý. Chú ý bước sang bên phải của kim tứ đồ của mình. Em Lai ơi, từ bấy giờ nghe chị nói rằng thì thấy được điều gì em? Em thu được rất là nhiều, học hỏi được rất là nhiều kiến thức của chị. Nhưng vẫn nhận ra rằng có một cái là cần phải lưu ý, đó là cái gì? 95% nhân loại đang ở bên trái kim tứ đồ, chứ không phải là 95% người dân Việt Nam đang ở bên trái kim tứ đồ. 95% nhân loại, tức là đâu đó khoảng 7 tỷ 600 triệu. Nếu như em tính không nhầm, 8 tỷ nhân với 95% thì nó là 7 tỷ 600 triệu. 7 tỷ 600 triệu người đang ở bên trái kim tứ đồ. Đó. Bên trái kim tứ đồ thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nô lệ của đồng tiền. Vậy cái thế giới mà có 8 tỷ người mà có 7 tỷ 600 triệu người làm nô lệ cho đồng tiền, đã là nô lệ rồi thì không thể nói là sướng được. Vậy bất chợt ví dụ như anh chị em cô chú hay như bản thân em đây, khi gặp một cái cơ hội mình có thể hỏi ai đó, thì chắc chắn mình hỏi 100 người sẽ có khoảng 99 người không hiểu về cơ hội là cái thứ nhất. Và 99 người ta cũng đang đi làm nô lệ cho đồng tiền là cái thứ hai. Đấy, xác suất để mà gặp được một người ở bên phải kim tứ đồ nó là rất mong manh, rất mong manh. Ví dụ em cứ tưởng tượng như ở đất nước Việt Nam mình, nếu như 5% đang ở bên phải kim tứ đồ thì ví dụ như là Phạm Nhật Vượng là đang ở bên phải đi, hay là anh Đặng Lê Nguyên Vũ là đang ở bên phải kim tứ đồ đi. Vậy thử hỏi là anh chị em cô chú chúng ta, những người xem video ở đây với lại những người xem lại, ai đã được gặp bác Vượng, ai đã được gặp anh Đặng Lê Nguyên Vũ đó? Với giả sử mà được gặp thì bác Vượng bác cứ nói một câu thì anh chị em cô chú có tin không? Khả năng cũng không tin. Vì anh Vượng anh đã nói một câu là mà em rất là nhớ, đó là gì? Tôi có những lúc phải đi vay đến 70.000 tỷ mà phải trả lãi là 20%. Cái câu nói làm cho em rất là nhớ. Vậy giả sử như anh chị em cô chú chúng ta là những cái người dám đi vay về 7 tỷ với cái lãi suất là 20%, em nghĩ rằng không có nhiều người dám cầm số tiền đó. Tại sao mà em nói là không có nhiều người dám cầm số tiền là 7 tỷ với lãi suất là 20%? Đưa cho em chưa chắc em đã dám cầm. Đó. Vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là ai mà muốn làm giàu hoặc là muốn thoát cái cảnh nghèo của mình thì đầu tiên phải định vị mình đang ở chỗ nào và mình cần cái gì. Đó. Mình đang ở chỗ nào và mình cần cái gì. Đó. Nếu mà không biết được là mình đang ở chỗ nào, đó, ví dụ như hôm nay mình đang đi làm lương khoảng 15 triệu, 20 triệu hay 30 triệu hay là nhiều hơn, mình cảm thấy ok rồi, mình cảm thấy tuyệt vời rồi, hơn nhiều người rồi, thì có thể mọi người sẽ ở lại cái chỗ đấy. Nhưng cũng có những người, người ta đang đi làm với cái mức lương 60-70 triệu, thậm chí là hơn 100 triệu. Nhưng khi người ta biết đến kim tứ đồ thì người ta sẽ là gì? Người ta sẽ từng bước người ta bước sang bên phải của kim tứ đồ. Đó. Lúc đó người ta sẽ là dùng đồng tiền để đi làm thay cho cái sức lao động của mình. Đó. Cái việc mà định vị, đúng là phải định vị mình là ai và mình trở thành ai. Thế bây giờ thì mình trở thành ai thì chỉ có mình biết thôi. Mình muốn trở thành ai thì mình lại phải nhìn vào cái tầm nhìn của mình 5 năm nữa, 10 năm nữa mình là ai. Mình khi mà mình là ai rồi thì bắt đầu là mình cái mục tiêu của mình, tức là khi mình đã định vị được cái đích đến và mình bắt đầu xác định được cái điểm xuất phát của mình thì lúc này con đường được hiện ra. Và như hôm qua cũng đã nói, cái việc chọn lựa cái phương tiện để đi trên con đường đấy nó vô cùng quan trọng. Cái phương tiện đi trên con đường ấy nó phải được thân tâm trí bình an. Muốn như vậy thì mình phải có kiến thức, mình phải có sự hiểu biết. Mình chọn con đường nào đi nhưng mà nhớ dục tốc bất đạt. Và một điều nữa đó là gì? Đã nhanh thì không bền vững, và đã bền vững thì không nhanh. Muốn là cái con đường bền vững, muốn là cái con đường mình đi để cho chuẩn, nó an toàn, thì ngoài cái việc mà chúng ta có khao khát thì cái điểm mấu chốt để quyết định thành công của chúng ta đó là chúng ta phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ này phải được học hỏi, phải được sao chép từ những con người đã thành công, chứ không phải từ những cái người mà người ta như vậy là đang cùng với mình, đang đứng cùng với mình. Nếu như người ta đang đứng cùng với mình thì họ cũng như mình thôi. Họ không biết phía trước là gì. Quý cô chú anh chị cần lưu ý. Cho nên là nếu như một cái cơ hội, đó là gì? Tại sao phải dùng cơ hội? Tại sao lại nói là cơ hội? Bởi vì khi mà chúng ta gặp đúng cơ hội thì con đường tới đó nó nhanh hơn, nó trơn hơn, để cho chúng ta đi đến nó trơn tru hơn. Còn khi mà không có cơ hội thì chúng ta vẫn phải bước. Có nghĩa là cái con đường đấy nó có rất nhiều cái con đường để đi. Ví dụ chúng ta đi từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đi bộ này, chúng ta có thể đi xe đạp này, chúng ta có thể đi xe máy, và chúng ta có thể đi ô tô, đó là trên đường bộ. Còn đường sắt thì chúng ta đi bằng tàu hỏa. Còn đường không, tức là cái giao thông cấp 3 là chúng ta đi bằng đường hàng không. Còn đường ở dưới nước thì chúng ta gọi là đường thủy. Đó là tất cả những cái con đường mà chúng ta có thể đi được. Nhưng nếu như mà chúng ta biết cách để mà chúng ta lựa chọn con đường phù hợp với mình thì có phải rằng là mình phải chú ý được về cái túi tiền của mình không. Nếu chúng ta muốn bước sang cái ô đầu tư, chúng ta phải chú ý túi tiền của chúng ta và cái túi tiền của chúng ta nó là bao nhiêu. Nhưng mà nếu như mà không có tiền thì như thế nào? Đấy là những trường hợp đặc biệt, và giải quyết được những trường hợp đặc biệt này thì cần tới những con người, người ta có đủ trình độ để có thể giúp quý cô chú anh chị, chứ không phải là những con người mà đang đi và đang đứng cùng một chỗ với quý cô chú anh chị. Những con người đang đứng cùng một chỗ đấy, người ta không thể cho quý cô chú anh chị cái lời khuyên để cho quý cô chú anh chị có được tự do tài chính. Cái lý do làm sao? Bởi vì cái trình độ của người ta chỉ đến như vậy. Ở đây không có sự coi thường, mà đây là bằng cái trải nghiệm. Nếu như trên con đường đời này mà chúng ta lại không nhìn vào người thành công, mà chúng ta lại đi hỏi cái ông chưa đi bao giờ, thì chắc chắn là ông sẽ nói với mình rồi, đừng đi. Bởi vì nếu như ông bước thì ông đã không ở cùng ô với chúng ta. Cũng như vậy, chồng như vậy, con như vậy. Đừng bảo rằng là người ta học giỏi, người ta có trình độ rồi thì bây giờ người ta biết cái này. Không, người ta chưa biết đâu. Cho nên tại sao có nhiều ông tiến sĩ, giáo sư nhưng mà chất lượng sống vẫn thấp, vợ con vẫn nheo nhóc, gia đình vẫn có những cuộc tranh luận về tiền bạc. Đấy. Và lúc này thì cái thói đổ lỗi, nào là đổ lỗi cho không gặp thời, nào là đổ lỗi cho ông A và B, nhưng chúng ta lại chưa từng thấy rằng chúng ta cũng có lỗi, và cái lỗi chính là ở chúng ta, bởi vì chúng ta không thay đổi từ chúng ta. Lại nhắc lại cái câu đó, đó là gì? Thay đổi người khác là thần kinh, thay đổi mình là thần thánh. Mình phải thay đổi mình bằng cái góc nhìn, bằng cái tư duy của mình. Quý cô chú anh chị cứ nghĩ mà xem, nếu như mà ông chồng mình hoặc bà vợ mình mà ông ấy chỉ cho mình đúng thì ông ấy bà ấy chả để cho mình phải khổ, đúng không? Đúng không nào? Sẽ không bao giờ để cho mình khổ cả. Khổ về cái gì? Khổ phải là một tay đứng ra lo cho con cái. Rất nhiều gia đình như vậy, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta phải biết là ở đây chúng ta không phải là coi thường ai hết. Nhưng nếu như ai cái tôi lớn, nếu như ai cảm thấy vào đây mà cảm thấy mình có ở trong đấy và cảm thấy mình tổn thương, mình bị xúc phạm, có nghĩa là cái tôi của quý cô chú anh chị vẫn còn, thì cũng không cần nghe cái live stream này. Còn nếu như mà chúng ta nhận ra rằng mình có bóng dáng ở trong đấy, mình sẽ học được để mình gì? Mình thành công, để cho gia đình mình bớt khổ, chất lượng sống của gia đình mình được nâng lên, thì chúng ta cùng trao đổi. Nên là góc nhìn cũng không bắt buộc được quý cô chú anh chị, bởi nói rồi, nếu như thay đổi người khác là thần kinh đang chỗ đấy. Cho nên nếu những ai nghe được, chúng ta tự thay đổi mình. Tự thay đổi mình bằng cách nào? Bằng cách này chúng ta nhìn vào cuộc cách mạng 5.0 sắp tới, nó sẽ đến, và người ta dự đoán là năm 2035, nhưng người ta lại nói rằng nó có thể đến sớm hơn. Và 2035 đến thì cái cuộc cách mạng đó là gì? Là cái sự thay thế của robot cho con người. Hoàn toàn tự động bằng robot. Nó có thể chiếm từ 20 đến 80%. Đấy là theo dự định của các nhà chuyên môn, của các nhà khoa học. Thế thì những nhà khoa học thì người ta thường có cái tầm nhìn xuyên thế kỷ. Đấy. Ít nhất cũng được vài thập kỷ. Thế thì khi mà người ta đã có tầm nhìn như thế, người ta cảnh báo chúng ta, thì chúng ta phải nhìn về. Chúng ta không thể thay đổi được một quốc gia, bởi vì chúng ta không phải là những nhà lãnh đạo cấp quốc gia. Nhưng chúng ta là những nhà lãnh đạo của chính gia đình chúng ta. Vậy thì chúng ta phải thay đổi gia đình chúng ta trước. Chúng ta phải lo cho chúng ta trước bằng cách chúng ta đang đứng ở đâu của xã hội. Và để đảm bảo cho gia đình mình thì mình phải thay đổi đi để cùng chiều hướng với xã hội. Mà muốn cùng chiều hướng với xã hội và muốn trở thành cái người có giá trị, cuộc sống và bức tranh gia đình của chúng ta sẽ trở nên gì? Sẽ trở nên gì? Trở nên là an toàn. Trong cái ngưỡng cho phép thì chúng ta phải thay đổi. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta cứ cố thủ giữ lấy cái tôi của mình, vẫn là cái vỏ bọc của người hiện đại, nhưng cái lõi thì lại của thời kỳ của 1.0 thì chết rồi. Hãy cho cái lõi của nó ngang bằng thì nó mới gì ạ, thì nó mới vững chãi. Bởi vì khi cái nội lực của chúng ta bắt đầu nó nâng lên rồi thì lúc này chúng ta biết, chúng ta biết. Chứ còn đừng có là cái cơ hội nó đến với mình thôi để về hỏi ông xã, về hỏi bà xã, về hỏi con đã, thế rồi lại từ chối bằng một cách như thế này. Bây giờ là cái này ấy, là nói chung là mình chưa có, thế là mình tự đưa mình vào thòng lọng rồi đấy. Cho quý cô chú anh chị nhớ nhé, ở ngoài kia cái con đường để đi đến hạnh phúc và thịnh vượng có nhiều lắm đấy, đi bộ này, xe đạp này, xe máy này, ô tô này, tàu hỏa này, máy bay này, tàu thủy này. Hiện tại là có 7 con đường để đi, 7 con đường để đi ấy nó có thể đến tới thành công. Nhưng cảnh báo quý của chú anh chị, có những người đi ngang đường không tới nơi thành công, có những người đến gần tới nơi rồi không thành công, vì chúng ta bị quỵ xuống do chúng ta quá sức. Thế bây giờ chúng ta ít tiền thì chúng ta hãy tìm cái cách để dùng đòn bẩy tài chính để đưa chúng ta về nơi một cách còn hơn nhanh hơn tàu vũ trụ, nhưng mà phải thân tâm trí bình an. Muốn như vậy thì chúng ta phải bắt chước ai? Sao chép lại những người thành công. Vậy muốn sao chép lại của những người thành công thì hãy hỏi những người người ta đã đi trên con đường ấy. Người ta sẽ chỉ cho chúng ta thôi. Ví dụ đi từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh, Lan muốn đi như vậy trong thời gian là 1 giờ đồng hồ thì bắt buộc Lan phải chọn máy bay. Nhưng mà trong máy bay ấy thì lại có máy bay của Vietjet, máy bay của Airline, máy bay của Bamboo, máy bay của gì đó. Đấy, rất là nhiều hãng. Thế bây giờ mình phải chọn hãng nào? Để chọn hãng nào thì mình lại phải xem cái hãng nào nó gần với khung giờ của mình, có đúng không ạ? Tức là cái sự lựa chọn, cái lựa chọn để cho chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Vậy thì quý của chú anh chị phải cắm mục tiêu thật chắc luôn, chắc rồi thì chúng ta chọn con đường và chọn phương tiện. Còn muốn chọn con đường và phương tiện thì chúng ta phải có hiểu biết, chúng ta phải có sự tìm hiểu, đúng không ạ? Đấy, chúng ta tìm hiểu vào trong hãng chúng ta mới biết được rằng là những cái chuyến bay nào và như thế nào của hãng nào được chứ. Chúng ta hỏi làm sao mà biết được. Mà nhiều khi lại chúng ta lại hỏi cái người mà người ta cũng đang đi tìm như thế, nó có phải mất thời gian không? Mất thời gian mà có khi lại còn trễ chuyến bay. Trễ đấy. Mà trễ rồi thì như vậy quý cô chú anh chị thấy là chúng ta lại phải cần mẫn đi tìm lại một cái cơ hội khác, nhưng mà khó lắm. Đấy. Nào em Lan. Em nghĩ giờ này khuya rồi, cho khán giả ngủ đi rồi ngày mai lại chị em mình lại live stream tiếp. Vâng. Và quý cô chú anh chị biết không, tất cả những cái điều mà nói năng lượng suốt từ bấy đến giờ cũng chỉ một cái điều mong ngóng, đó là cái hành trình trên con đường mà chọn cái lựa chọn cái con đường và phương tiện đi để quý cô chú anh chị về đích, đó là hạnh phúc và thịnh vượng. Và mong rằng quý cô chú anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được thật nhiều giá trị như những cái kỳ vọng của Lan và em Lai. Và xin được gửi lời biết ơn tới tất cả quý cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng với hai chị em, mặc dù là thời gian hơi khuya và trong cái buổi tối. Tuy nhiên thì một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và chúc quý cô chú anh chị cũng như tất cả các bạn là có một cái buổi tối ngủ ngon, có giấc ngủ ngon. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào em nhé. Em chào chị. Chúc cả nhà ngủ ngon.